Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1061 Liễu Nguyệt. Linh văn trên bức họa đan xen ngang dọc, giống như nước mực đen tuyền dần dần lan ra. Giống như có người dùng linh văn để vẽ, những linh văn từ từ lan ra tạo nên 18 ngọn núi nguy nga đồ sộ. Vào giây phút khi sơn mạch hình thành, đóa sen đen treo lơ lửng giữa bầu không bỗng nhiên bị hút thẳng vào bên trong bức họa mênh mông. Hình ảnh chấn động như vậy khiến Lâm Nhất được mở mang tầm mắt. Hắn phảng phất nhớ ra Thanh Huyền bút lục của mình cũng có hiệu quả tương tự, nhưng trong Thanh Huyền bút lục, những bức tranh có thật nhiều linh văn đan xen nhau dường như càng huyền diệu hơn. Chẳng lẽ Thanh Huyền đạo nhân là một nhân vật uyên bác hơn cả trưởng môn của tứ đại tông môn? Nếu thật sự là vậy thì cũng không thể trách hắn không đọc hiểu được Thanh Huyền bút lục. Soạt. Khi đóa hoa sen đen rơi xuống bức tranh, một cột sáng chợt phóng thẳng lên trời, trong cột sáng thấp thoáng vài khe hở. Xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong có càn khôn khác, cất chứa một thế giới rộng lớn. Bên trong chính là mật cảnh Ma Liên. Lạc Phong trưởng lão nghiêm mặt, trầm giọng bảo, tất cả vào đi, hãy nhớ tính mạng là trên hết. Tông môn không thiếu những nội tình này, kỳ ngộ cũng không quan trọng bằng mạng sống của các ngươi. Tuy đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng khi mật cảnh sắp mở ra, Lạc Phong trưởng lão vẫn không thể không dặn dò thêm lần nữa. Vù vù vù. Khi họ đang nói chuyện, đã có rất nhiều đệ tử tông môn nóng lòng, vội vã bay về phía lối vào mật cảnh. Một lát sau, hàng loạt người đông nghịt như kiến bay lên trời. Đi thôi. Vẻ hào hứng thoáng qua trong mắt Trần Huyền Quân, hắn ta dẫn đầu bước lại gần bức tranh. Cảnh tượng này quả thật khiến mọi người xúc động, ngay cả Lâm Nhất cũng không ngoại lệ. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với con người là niềm vui vô tận. Đây là thế giới cạnh tranh của võ giả, không sợ sinh tử, chỉ mong trái tim nhiệt huyết non nớt này sẽ không trải qua những năm tháng lo sợ. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ bước lên con đường đỉnh cao của võ đạo. Dù cho trời đã định sẵn con đường này được tạo thành từ máu xương chồng chất cũng sẽ không hối tiếc. Lâm Nhất đang đi về phía cột sáng trong bức tranh được tạo thành từ nhiều trận pháp thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân hình yêu kiều, dung mạo xinh đẹp đứng chính giữa nhóm đệ tử thần sách doanh. Liễu Nguyệt, sâu trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ tới việc cả Hoa Nguyên Tịch Diệt đều thuộc quyền quản lý của thần sách doanh, nàng ta được tham gia cũng không phải vấn đề gì to tát. Chương 1062 Ba trò mèo. Trông Lâm Nhất rất bình tĩnh, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong cơ thể, năm ngón tay siết lại kết hợp với long ảnh trong không khí ngưng tụ ra quyền mang. Tường long tại thiên. Quyền mang rít gào như dao long ngoi lên khỏi mặt nước, quét ngang tứ phương. Quyền mang hàm chứa kiếm kình, sắc bén bá đạo, những con giun dài như mũi tên này vừa chạm vào lập tức văng ra, bị thương nặng ngay tại chỗ. Tiếc thay không một con nào chết. Nhưng sau khi biết sự lợi hại của Lâm Nhất và bị đánh trọng thương, chúng trốn sâu dưới bùn, không dám ngoi lên. Lâm Nhất nhìn lướt qua, xung quanh có rất nhiều bộ xương trắng trơ trụi được chôn dưới đất. Có lẽ là các đệ tử tông môn từng đến đây mạo hiểm, bị ăn thịt chỉ còn lại hài cốt. Chẳng trách mọi người đều bảo mật cảnh Ma Liên nguy hiểm. Những con yêu thú này vừa quái dị vừa sống dai, xuất hiện đột ngột, đông như kiến, nếu không chú ý sẽ bị ăn sạch máu thịt. Long hổ quyền của Lâm Nhất đã tương đối đáng sợ, một chiêu tường long tại thiên có thể dễ dàng giết chết một con yêu thú huyền võ tầng 8, nhưng không ngờ lại không làm gì được một lũ giun. Dưới lòng sông khô cạn không biết đâu là điểm cuối, Lâm Nhất cứ đi thẳng, gặp phải rất nhiều yêu thú quỷ dị. Đa số chúng đều bị đánh lùi, nhưng dựa vào lớp da dày và quen thuộc hoàn cảnh, mỗi khi không đánh lại chúng sẽ lập tức lùi ra xa, có rất ít yêu thú thật sự bị Lâm Nhất giết chết. Điều khiến người ta đau đầu là đánh thì nhiều, nhưng số lượng yêu đan Ma Liên thu thập được chỉ có mỗi 4 viên. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất ra khỏi lòng sông và đặt chân lên bờ. Trên mặt đất bằng phẳng, hắn nhìn thấy một bộ xương yêu thú khổng lồ, dưới sự bào mòn của thời gian. Bộ xương con yêu thú này mang đầy tính nghệ thuật thê lương. Hai mắt Lâm Nhất sáng rực lên, hắn bất ngờ tìm được một xương có hình dạng khác biệt trong bộ xương kia. Sau khi cảm ứng kỹ, hắn phát hiện trên xương này có linh vận, tỏa ra dao động mỏng manh, lúc có lúc không.
nếu không nhờ hắn thành thạo linh văn, có lẽ hoàn toàn không thể phát hiện ra khác thường. Không phải bảo khí thượng cổ. Nếu thật sự là bảo khí thượng cổ, dù nó hư hỏng nặng thì vẫn được tính là có giá trị rất lớn. Ngay cả khi bản thân hắn không cần dùng tới, nộp cho tông môn cũng có thể đổi được khá nhiều linh ngọc nhị phẩm. Tài nguyên tu luyện kiếm quyết, tài nguyên sử dụng, chỉ dựa vào chút tài nguyên quy đổi từ tông môn thì không đủ để nhét kẽ răng. Vèo. Lâm Nhất lặng lẽ thi triển thất huyền bộ, bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện lại đã đứng bên trong bộ xương như một căn nhà của yêu thú, sau đó kéo mạnh. Răng rác. Bộ xương yêu thú khổng lồ đổ sụp xuống, những cây xương to như cột đá sụp xuống. Ba trò mèo. Lâm Nhất nở nụ cười, toàn thân run lên, phóng ra kiếm ý bán bộ tiên thiên, lập tức giấy lên cơn gió lớn, dễ như trở bàn tay làm cho những đoạn xương thú sụp về phía hắn văng ra xa, phát ra tiếng loảng xoảng. Quả nhiên, chương 1063 hoặc nói chính xác hơn, bọn họ là tà tu. Lâm Nhất cầm xương thú lắc cho bay bụi, nếu đúng như hắn đã đoán, nó không phải xương thú mà là một cây chiến mâu có tuổi đời lâu năm, nhìn linh văn chập chờn, đây là một món bảo khí hạ phẩm. Cũng giống với võ học được truyền thừa từ thời đại Hoàng Kim, linh văn thời thượng cổ mạnh hơn linh văn ngày nay rất nhiều. Cho dù là bảo khí hạ phẩm cũng có uy lực không tầm thường, đủ để so sánh với bảo khí siêu phẩm hiện giờ, thậm chí còn mạnh hơn. Đáng tiếc là lớp linh văn đã bị bong ra từng mảng, còn sót lại chưa tới 1/10, uy lực nhất định cũng giảm đi nhiều. Quan trọng nhất là chính giữa thanh chiến mâu có mấy vết nứt, chỉ sợ không thi triển được bao nhiêu lần nữa. Lâm Nhất nhìn thấy một tia ma khí màu đen bên trong vết nứt, không khỏi cau mày. Ma khí ư? Hắn cảm ứng được thanh chiến mâu trong tay mình, ở trong mật cảnh ma liên, chỉ cần rót chân nguyên vào là dường như vẫn có thể phát huy sức mạnh. Nhưng hắn đã thử với chiến kỳ xích diễm mà hắn mang vào từ bên ngoài. Nó vẫn như binh khí bình thường, không tồn tại linh vận, cứ như đột nhiên trở thành vật chết. Có lẽ vấn đề nằm ở tia ma khí này. Tất cả bảo khí trong mật cảnh đều đã bị ma hóa hoặc ở trong trạng thái bán ma hóa. Chúng đã thích ứng với quy tắc của nơi này. Nếu chiến kỳ xích diễm tồn tại trong mật cảnh này mấy trăm năm, có lẽ nó cũng sẽ bị đồng hóa dần dần và trở nên có thể phát huy sức mạnh. Chân nguyên lặng lẽ rót vào trong xương thú, Lâm Nhất cảm ứng được một khí tức mãnh liệt dục dịch ngóc đầu dậy, như có thể dâng trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Luồng khí lạnh này vô cùng sắc bén và mãnh liệt, khiến người ta phải tặc lưỡi kinh ngạc. Không biết thanh chiến mâu hoàn chỉnh có phong thái như thế nào trong thời đại nó tồn tại. Chắc là tuyệt vời lắm. Bỗng nhiên Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phương xa, bốn bóng dáng ẩn chứa sát khí hung bạo nhanh chóng chạy đến từ xa như những luồng gió rít. Vừa liếc nhìn có thể đoán được những người này đều là đệ tử thuộc các tông môn nằm ngoài sự khống chế của đế quốc. Hoặc nói chính xác hơn, bọn họ là tà tu. Có lẽ, vừa rồi chấn mở xương thú đã tạo thành tiếng động quá lớn, hấp dẫn những người này tìm đến. Sau khi hiện thân, tầm mắt bốn người lập tức rơi vào chiến mâu trong tay Lâm Nhất, thoáng cái, mắt họ sáng lên. Tên nhóc này đúng là may mắn, vừa vào mật cảnh đã tìm được một món bảo khí. Hề hề, giờ thì không còn là của hắn nữa rồi. Ra tay! Đám người này đều là võ giả huyền võ tầng 8 thế nên bọn họ không hề xem trọng Lâm Nhất, cả đám từng bước tiến đến gần, trừng mắt liên tục đảo qua đảo lại. Hiển nhiên bọn họ cẩn thận như vậy là vì đề phòng đồng bọn bên cạnh. Lâm Nhất vẫn tỏ thái độ thờ ơ, sống như thế chẳng lẽ không thấy mệt à? Có lẽ là có, tuy nhiên, từ nay trở về sau, bọn họ không cần phải khổ cực như vậy nữa. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1064 cũng không biết, là ai chán sống. Lâm Nhất ngước mắt nhìn, trong mắt lóe lên tia sắc bén, duệ khí vô cùng vô tận từ hai đầu lông mày tán ra. Chân nguyên rót vào bên trong chiến mâu, hắn vung tay lên. Ầm. Chiến mâu toát ra một luồng khí cực lạnh, hóa thành lưỡi đao khí hình bán nguyệt, bắn thẳng ra. Bốn gã tà tu chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh trọng thương ngay tại chỗ, trong mắt họ lóe lên tia hoảng sợ. Đáng chết. Trong cơn cuồng nộ, sát khí trên người bọn họ hóa thành thực chất, toàn thân tỏa ra yêu quang hệt như máu tươi. Để có được sát khí đáng sợ như vậy,
không biết bọn họ đã giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành. Tiếc là không có tác dụng gì cả, có được kiếm ý bán bộ tiên thiên, Lâm Nhất không sợ bất kỳ loại yêu sát nào, bởi vì chúng không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Hiển nhiên, đám người trước mắt đã bị trọng thương, nhưng bọn họ không hề có ý lùi bước, trái lại, lòng tham càng bùng cháy dữ dội. Cũng không biết là ai chán sống. Thủy Nguyệt kiếm thế trên người Lâm Nhất tản ra, hóa thành mặt hồ yên tĩnh. Khi hắn di chuyển, mặt hồ bỗng gợn sóng, Lâm Nhất tựa như một cơn gió, lẳng lặng đi xuyên qua bốn người kia. Gió xuân hóa mưa rào, lẳng lặng tưới mát muôn nơi. Gió qua đi, bốn người trợn trừng mắt nhìn lỗ thủng trên ngực mình, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Bịch! Bốn bóng người đồng loạt ngã xuống, toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Lâm Nhất lau sạch máu trên chiến mâu, nhìn thấy vết nứt cực nhỏ trên mâu lại rộng ra thêm một chút, trong mắt hắn lóe lên tia xót xa. Bảo khí bậc này không dễ có được, sớm biết như vậy, hắn đã không thử uy lực của nó trên thân bốn người kia, tuy nhiên, thu hoạch lần này cũng không quá tệ. Cuối cùng cũng xác định được, thanh bảo khí này vẫn có thể sử dụng trong mật cảnh, xem như một trợ lực không nhỏ cho hắn. Sau khi Lâm Nhất lau sạch vết máu trên chiến mâu, hắn bỗng xoay người, bình tĩnh nói, dù có là độc xà am hiểu ẩn nấp như thế nào đi nữa thì cũng khó che giấu được mùi tanh trên người, đừng trốn nữa, ra đây đi. Vèo. Cách đó không xa, giữa bầy yêu thú hỗn độn bỗng xuất hiện một bóng người. Người nọ tiến đến trước mặt Lâm Nhất, cười khẽ, Đại Tần đế quốc cũng có cao thủ đấy chứ. Người vừa xông đến có sắc mặt trắng bệch, sau khi hiện thân, hắn cũng không thèm che giấu sát khí trên người. Sát khí toàn thân khuếch tán khắp bốn phía, bên trong sát khí nồng đậm đến mức hóa thành thực chất ẩn giấu một luồng khí vừa rét lạnh vừa âm tàn. Với tu vi huyền võ tầng 8 cực kỳ thuần thục và điêu luyện, hắn ta rất có lòng tin vào bản thân. Người nọ khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Lâm Nhất. Thiếu niên trước mắt vừa kích hoạt bảo khí, với tu vi huyền võ tầng 7, e là chân nguyên trong người hắn đã hao tổn không ít, hiện tại tỏ ra bình tĩnh cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn ta cảm thấy tất cả đều đang nằm trong sự khống chế của mình. Trong lúc chém giết mà vẫn phát giác được Trương Lương ta đang ẩn nấp bên cạnh, quả thật ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Dùng sức một người giết chết ba gã đệ tử huyền võ tầng 8, tuy rằng có sử dụng bảo khí, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của ngươi, có lẽ không cần bảo khí cũng vẫn có thể giết chết đám người kia một cách dễ dàng. Chương 1065 trao đảo. Người tới đánh giá Lâm Nhất một lượt từ trên xuống dưới, dường như có thể nhìn thấu con người hắn. Hắn ta lẩm bẩm nhận xét. Lời nói có chút tự biên tự diễn. Lâm Nhất liếc nhìn quần áo và trang sức trên người hắn ta, ngẫm nghĩ rồi nói, người của Ma Diễm Tông à? Cũng đáng được ta xuất kiếm rồi đấy. Sư huynh Trần Huyền Quân từng nói, Bạch Nhạc, người cùng xuất hiện với gã thanh niên khôi ngô kia, chính là cao thủ của Ma Diễm Tông. Tại Long Môn tranh tài, nếu không phải bại dưới tay công tử Lưu Thương thì hắn ta hoàn toàn có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu. Hôm nay, sau 3 năm không gặp, e là thực lực của người này đã tiến thêm một bước, nếu đụng phải hắn ta trong mật cảnh thì phải hết sức cẩn thận. Cho nên hắn mới có chút ấn tượng với Ma Diễm Tông. Trương Lương nhướng mày, thái độ có phần tự đắc, lạnh giọng quát, đã nghe thấy uy danh của Ma Diễm Tông, còn không mau buông bảo khí xuống, cút khỏi đây. Nếu gặp phải sư huynh Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông ta, e là không chỉ đoạt bảo khí một cách đơn giản vậy đâu. Uy danh của Ma Diễm Tông ư, các hạ suy nghĩ nhiều rồi, thật ra thì kiếm của Lâm Mỗ không chém hạng người vô danh mà thôi. Lâm Nhất phất tay, giữa cơn mưa cánh hoa bay múa, năm ngón tay hắn nắm lấy chuôi kiếm táng hoa vừa lao ra khỏi hộp đựng kiếm sau lưng. Lâm Nhất ngước mắt, kiếm ý bán bộ tiên thiên bộc phát, khí chất toàn thân hắn có sự biến đổi lớn, sự sắc bén bắn ra bốn phía, hóa thành nhuệ khí đáng sợ trước nay chưa từng có, bất chấp đối thủ có là ai. Nực cười. Trương Lương còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên trong mắt hắn ta lóe lên cảm xúc kinh hoàng tột độ, hắn ta có cảm giác cả người trở nên nhẹ bẫng một cách khó hiểu. Rõ ràng là hắn ta không hề nhúc nhích, nhưng khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Nhất ngày càng rộng ra, cơ thể cũng ngày càng nhẹ đi, nhẹ đến mức hư ảo, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không chống đỡ nổi. Boang. Đến khi trông thấy Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, ý thức của Trương Lương đã dần dần trở nên mơ hồ. Đến chết vẫn không hiểu vì sao.
trao đảo. Một lát sau, thi thể không đầu trước mắt Lâm Nhất mới từ từ ngã xuống. Cái đầu người bị đánh bay lên không trung kia không biết đã bị cuồng phong sinh ra từ kiếm thế mênh mông cuốn đi nơi nào. Có lẽ là, rất xa. Tuy nhiên, chuyện này cũng không liên quan gì đến Lâm Nhất, hắn chỉ chém ra một kiếm mà thôi. Xem ra bảo khí bậc này có sức hấp dẫn cực lớn trong mật cảnh Ma Liên, ngay cả loại nhân vật vô danh tiểu tốt mà cũng dám để mắt đến ta, thiết nghĩ, vẫn nên ít sử dụng nó thì hơn. Bảo khí bên ngoài không thể phát huy được uy lực trong một cảnh, còn bảo khí trong một cảnh thì đã bị ma hóa hiển nhiên, không cần nói cũng biết giá trị của chiến mâu trong tay Lâm Nhất. Sau khi lấy đi túi trữ vật của đối phương, Lâm Nhất giang tay ra, lẳng lặng rời khỏi nơi này. Mật cảnh Ma Liên Chi mới mở ra được một ngày, nhưng bên trong lại chưa có phút giây nào ngưng chém giết. Chương 1066. Có người chết vì mất cảnh giác, hóa thành một đống xương trắng giữa muôn vàn yêu thú đã bị ma hóa. Nhưng càng có nhiều người chết trong tay đồng loại của mình. Một giây trước còn hăng hái chém giết, một giây sau đã nằm trong vũng máu. Khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của máu tanh. Tại một đầm lầy bị xương khói bao phủ, máu tươi lênh láng trên mặt đất, thi thể của rất nhiều đệ tử tông môn đã ngã xuống, mất đi sinh cơ. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến người ta có cảm giác cực kỳ khó chịu. Những đệ tử tông môn còn sót lại đều đang quỳ trên mặt đất, run rẩy nhìn người thanh niên cả người toàn là máu đang đứng giữa những thi thể lạnh lẽo. Khí tức tỏa ra từ trên người hắn ta lạnh buốt, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người, trường kiếm trong tay lóe lên tia sáng lạnh như băng, máu tươi men theo lưỡi kiếm tí tách rơi xuống. Người này chính là Mộ Tu Hàn, đệ tử cốt cán của huyết cốt môn, xếp vị trí thứ 17 trong long môn tranh tài, được xưng là Hàn huyết kiếm khách. Bởi vì kiếm của hắn ta vừa nhanh vừa lạnh, xuất kiếm ắt phải thấy máu. Vốn dĩ, tại đầm lầy xương khói này, mấy nhóm đệ tử từ các tông môn đang tranh đoạt một gốc cỏ phù băng trị giá mấy trăm viên linh ngọc nhị phẩm. Không ngờ trong trận loạn chiến, đột nhiên Mộ Tu Hàn giết đến. Kẻ này gặp người liền giết, chẳng phân biệt địch ta. Cùng lắm chỉ sau hơn 10 kiếm, đám đệ tử của các tông môn đã bị dọa bể mật, cả đám đồng loạt quỳ xuống xin tha. Máu tươi thấm ướt mặt đất trong đầm lầy, những đệ tử đang quỳ trên mặt đất nhịn đau lấy ra yêu đan ma liên trên người mình. Phút chốc, từng đóa sen đen sản sinh một lượng lớn linh khí ẩn chứa ma tính nồng đậm bao phủ khắp đầm lầy. Thoạt nhìn, hệt như những đóa ma hoa sinh ra từ trong tội ác dơ bẩn. Từng cánh hoa nở bung ra, được nuôi dưỡng bằng máu tươi và sát khí. Mộ Tu Hàn, chúng ta tự nguyện dâng yêu đan ma liên cho ngươi, hãy tha cho chúng ta một con đường sống. Cho ngươi tất cả, nếu không tin, ngươi có thể tra xét túi trữ vật của chúng ta. Tha cho chúng ta đi. Cả đám lộ vẻ bi thương, khẩn thiết cầu xin. Chậc chậc. Mộ Tu Hàn nhếch miệng cười một cách quái gở, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn, giết các ngươi xong, những yêu đan ma liên này cũng sẽ thuộc về ta, nếu đã như thế, sao ta phải buông tha cho các ngươi? Ngươi, Mộ Tu Hàn, ngươi đừng nên quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Trong mắt các đệ tử lập tức lóe lên tia tuyệt vọng, bọn họ thật sự không ngờ Mộ Tu Hàn lại là một kẻ khát máu và hiếu sát như vậy, không bao lâu sau, vẻ mặt mọi người lộ rõ sự quyết đoán. Dù gì cũng phải chết, không bằng liều mạng một phen. Phẫn uất ư, giận dữ ư, cũng tốt, bằng không, giết một đám dê đợi làm thịt thì có gì thú vị đâu chứ. Chương 1067. Mộ Tu Hàn nở một nụ cười dữ tợn, cầm kiếm xông vào giữa đám người. Kiếm thế mênh mông hòa lẫn với huyết quang nồng đậm và kiếm ý băng lãnh đến tận xương. Hắn ta đã dung nhập một thân sát khí vào kiếm thế của bản thân một cách hoàn mỹ. Hàn huyết kiếm thế vừa ra, các đệ tử tông môn lập tức cảm thấy hoảng loạn, không cách nào tập trung được. Chết! Mộ Tư Hàn quát to một tiếng, bắt đầu cuộc đổ sát nghiêng về một phía. Kiếm quang bùng lên, máu tươi bắn tung tóe, cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết, khó có ai đỡ nổi uy lực từ một kiếm của hắn ta. Sông lạnh ngày thu, máu chảy khắp núi non. Thịch thịch! Khí lạnh khủng bố bộc phát từ trên người hắn ta. Vô số kiếm quang hóa thành làn nước mùa thu lạnh lẽo, hội tụ thành sông, phút chốc lan ra khắp nơi. Một số đệ tử nhân cơ hội đào tẩu, nhưng còn chưa đi được bao xa đã bị kiếm thế hội tụ thành sông kia cắn nuốt và tiêu diệt. Đến khi Mộ Tu Hàn thu kiếm vào vỏ, xung quanh hắn ta không còn ai đứng thẳng, máu chảy lênh láng khắp nơi, xưng là máu chảy khắp núi non quả không sai.
máu tươi lan tràn khắp nơi khiến những đóa ma liên trên mặt đất càng thêm nở rộ và toát lên vẻ kiều diễm. Quái gở! Mộ Tu Hàn cười nhạo, đám tông môn rối trá thuộc Đại Tần Đế Quốc, lại còn muốn xua tan ma khí rồi mới luyện hóa, đúng là không biết gì cả, những ma khí này mới thật sự là thứ bổ dưỡng. Thu! Tia sáng lóe lên trong mắt hắn ta, há miệng hút nhẹ, phút chốc nuốt hết những yêu đan kia vào bụng. Thoáng chốc, cả người Mộ Tu Hàn tỏa ra sánh sáng đen, chân nguyên dâng trào, tu vi liên tục tăng lên với tốc độ bão táp. Hắn ta nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa từng viên yêu đan ma liên nồng đậm ma khí kia. Sau nửa ngày, hắn ta mở mắt ra, trong mắt có ma quang ẩn hiện, sát khí bức người. Chỉ cần liếc mắt nhìn đã có cảm giác như rơi vào động ma lạnh lẽo, chỉ có tuyệt vọng cùng đau đớn chờ đợi phía trước. Mộ Tu Hàn liếm đôi môi khô khốc, lẩm bẩm, mật cảnh ma liên đúng là nơi tốt, nói không chừng ta có thể thăng cấp lên huyền võ tầng 10 tại đây. Nếu có thể thu thập được một ít bí tịch công pháp và bảo khí, tàn binh nữa thì coi như lời to. Trong mật cảnh, tại một khe núi có địa thế bằng phẳng. Phụt! Đường Thông lãnh chọn một trường ngay trước ngực, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ nhìn thanh niên mặc áo đen trước mặt. Thanh niên kia cũng không xa lạ gì với Đường Thông, bởi vì trước khi tiến vào đây, sư huynh Trần Huyền Quân đã từng đề cập đến hắn ta. Kinh tuyệt của Thất Tuyệt Bảo, tuy mới 16 tuổi đã giành được vị trí thứ 19 trong Long Môn tranh tài, đích thực là một nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt. Một tay Thất Tuyệt đao pháp tuyệt tình cùng cực, thô bạo mà tàn nhẫn. Nhưng khi giao đấu với Đường Thông, hắn ta không cần rút đao đã có thể dồn Đường Thông vào chỗ chết. Chương 1068. Kinh tuyệt, người đã đoạt yêu đan ma liên của ta, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế. Đường Thông ôm lấy ngực, nhìn chằm chằm vào đối phương, gắn giọng nói. Giết ngươi thì đã sao? Đã tiến vào mật cảnh ma liên thì nên chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ chết, dài dòng làm gì? Lăng Tiêu Kiếm Các luôn thích hoa hòe vậy à? Vẻ mặt Kinh Tuyệt lạnh như băng. Im ngay. Nghe đối phương nhục mạ tông môn của mình, Đường Thông lập tức nổi giận, lại lần nữa giơ kiếm lên, xông đến. Muốn chết. Trong mắt Kinh Tuyệt lóe lên tia khinh thường, hắn ta rút đao ra khỏi vỏ, chợt một tiếng leng keng vang lên, kiếm trong tay Đường Thông bị đánh bay ngay tại chỗ. Xoẹt. Ánh đao lóe lên, trước ngực Đường Thông xuất hiện một vết thương vô cùng dữ tợn, sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng trào ra. Chết. Trong mắt Kinh Tuyệt không có một chút xót thương, hắn lắc người xông lên, chém một đao vào cổ Đường Thông. Đao mang tạo thành lưu quang lạnh như băng trên không trung, trông giống như chim nhạn bay vụt qua. Keng. Vào lúc Kinh Tuyệt sắp chặt đứt đầu Đường Thông, một thanh trường kiếm lạnh lẽo mang theo diễm quang màu máu ngăn được đao quang của hắn ta. Lúc này Hân Nghiên xông tới. Sau tiếng vang lớn, trong mắt Kinh Tuyệt lộ vẻ ngạc nhiên, cười nói, lại một người đến chịu chết à. Thất Tuyệt đao, vạn vật bất sinh. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đoạn đao chưa đến nửa thước mang theo đao thế đáng sợ, tựa như có tử quang bắn ra. Huyết Viêm kiếm pháp. Đao quang kiếm ảnh không ngừng chớp lóe trong không trung, trong nháy mắt, hai người đã so mười mấy chiêu, bất phân thắng bại. Thú vị. Kinh Tuyệt cong môi cười khẩy, đao thế lại cuồn cuộn dâng lên trên người. Lúc hắn ta đang muốn xông lên một lần nữa, phía sau lại có hai bóng người xuất hiện, chính là Đinh Nham và Vương Tranh của Lăng Tiêu Kiếm Các. Đường Thông thật sự rất may mắn. Ba người Hân Nghiên trùng hợp ở gần đó, sau khi nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thì lập tức chạy tới. Trong mắt Kinh Tuyệt lộ vẻ do dự, hắn ta cất đao vào vỏ, quyết định rút lui. Xem ra Lăng Tiêu Kiếm Các không phải chỉ toàn những kẻ vô dụng, sau này gặp lại. Đinh Nham và Đường Thông vừa chạy tới đang định đuổi theo thì bị Hân Nghiên ngăn cản, đừng đuổi theo, kẻ này muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được hắn. Xem tình trạng thương tích của Đường sư đệ trước đã. Khi nhìn thấy vết đao đáng sợ trên ngực Đường Thông, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Vết thương không ngừng lan tràn tựa như rắn độc, thấp thoáng còn mang theo khí thế không thể ngăn cản. Cũng may Hân Nghiên có võ hồn thái âm chi thủy, sau khi băng bó chữa thương, Đường Thông cũng xem như nhặt về được một mạng. Cảm ơn sư tỷ, cũng may sư tỷ xuất hiện kịp thời, nếu không thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Sắc mặt Đường Thông trắng bệch, hắn ta nghĩ lại mà sợ nói. Chương 1069. Mật cảnh ma liên này quá đáng sợ, dọc đường đến đây, ta đã nhìn thấy không ít xác chết. Quá thê thảm,
rất nhiều đệ tử huyền võ tầng 8 hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Vương Tranh và Đinh Nam nói một lúc, sắc mặt cả hai đều hơi khó coi. Đường Thông Cố đứng dậy, bây giờ bốn người chúng ta tập trung với nhau, chỉ cần không gặp phải cái gì quá nguy hiểm có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng. Chỉ không biết bây giờ tiểu sư đệ thế nào rồi, nơi này, thật sự quá tàn khốc. Hân Nghiên cười khẽ, nhẹ giọng nói, không cần quá lo lắng cho hắn, tuy hắn nhỏ tuổi, nhưng còn gặp nhiều chuyện hơn chúng ta nữa. Bây giờ ta còn không thể nhìn thấu được kiếm ý của hắn, e rằng chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Còn có vài lời Hân Nghiên chưa nói. Có lẽ trong mật cảnh Ma Liên này, Lâm Nhất còn có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn mọi người nữa. Trong một di tích tông môn bị tàn phá, Lâm Nhất được mấy người Hân Nghiên nhắc tới đang ẩn mình trong một cung điện mục nát. Trước mặt hắn là 30 mấy viên yêu đan Ma Liên, đa số đều là 3 cánh. Nhưng 3 cánh không phải có nghĩa hoa sen đen chỉ có 3 cánh hoa, mà ý muốn nói ở vị trí trung tâm của hoa sen chỉ có 3 cánh hoa bọc lấy tim sen. Có mấy đóa yêu đan chỉ có 2 cánh hoa. So sánh với nhau, hoa sen đen 2 cánh rõ ràng không có phẩm chất và độ sáng bóng bằng hoa sen đen 3 cánh. Yêu đan hoa sen đen không ít, nhưng tiếc là không có 4 cánh trở lên. Ngoài yêu đan hoa sen đen còn có mấy bụi linh thảo và quả tử băng hàn diễm thu hút ánh nhìn nhất kia. Những thứ trước mắt một nửa là Lâm Nhất tìm được, một nửa là giết người có được. Hắn lấy được quả tử băng hàn diễm có giá trị cao nhất cũng dựa vào chút may mắn. Trong vòng một ngày đã có được thu hoạch như thế, mật cảnh Ma Liên thật sự có chỗ độc đáo hấp dẫn người khác. Nhưng sự đẫm máu tàn khốc và tỷ lệ tử vong vô cùng cao của nó vẫn khiến người ta không rét mà run. Sau khi kiểm kê sơ qua, Lâm Nhất bèn cất hết vào. Bây giờ vẫn chưa đến lúc luyện hóa, những tài nguyên này không đủ để hắn chắc chắn 100% là có thể thăng cấp lên huyền võ tầng 8. Đợi đến khi gom góp đủ để hắn đột phá rồi luyện hóa mới là thời cơ tốt nhất. Không luyện hóa thì thôi, một khi luyện hóa thì nhất định phải đột phá. Người Lâm Nhất lóe lên, bay tới chỗ cao nhất trên cung điện đưa mắt nhìn xuống. Nhìn thấy khắp nơi đều là cung điện đổ nát, lầu các sụp đổ, hơi thở cổ kính thê lương bao phủ lấy di tích. Tuy hắn từng gặp cảnh tượng tương tự ở Thanh Dương giới, nhưng nhìn thấy một lần nữa vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động. Rất lâu trước đây, có lẽ nơi này có một tông môn thượng cổ rất huy hoàng. Nhưng sau một trận đại chiến lại chẳng còn gì nữa cả, chỉ có cung điện đổ nát để người ta tưởng nhớ lại sự huy hoàng năm đó. Phụt phụt phụt. Chương 1070. Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ, như một con chim ưng bay lượn bên trên di tích, nhìn xuống bát phương, tìm kiếm tỉ mỉ, không bỏ sót một chút dấu vết nào. Trong di tích có không ít bóng dáng của đệ tử tông môn rải rác khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, trừ khi có dị bảo xuất hiện, nếu không Lâm Nhất sẽ không chủ động tham gia vào những tranh chấp này. Sau khi xem một lượt, Lâm Nhất không tìm kiếm nữa. Khoan đã! Lâm Nhất đang bay về phía trước đột nhiên xoay người lên xuống mấy lượt, dừng lại trước một đống gạch ngói vụn. Khi nãy dường như nơi này có linh văn chập chờn, mỏng manh không rõ, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của hắn. Nếu hắn không cảm nhận sai, có lẽ nơi này có trận pháp linh văn đan sen. Lâm Nhất phùng ống tay áo đấm tới, trong nháy mắt đã xử lý sạch sẽ đống gạch ngói vun. Đúng như dự đoán, một trận pháp hắc liên xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Nhìn vòng sáng màu đen xoay chuyển ở trung tâm trận pháp, có thể đoán được đại khái đây là một trận pháp truyền tống quy mô nhỏ. Lâm Nhất do dự một lát rồi nhảy vào trong. Vụt! Lúc nhảy vào, hắn có cảm giác như rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Dừng lại trên không trung rồi không ngừng rơi xuống. Không biết đã bao lâu trôi qua, lòng bàn chân của Lâm Nhất mới chạm đất, trái tim đang treo lên cũng từ từ buông xuống. Hắn quan sát một vòng, phát hiện mình đang ở trong một động đá cổ xưa. Động đá đã bị cướp sạch, khắp nơi đều là đồ trang trí và bình ngọc vỡ nát, đồ đạc vứt lung tung dưới đất, thời gian đã quá lâu, khiến người ta không thể nhìn rõ được. Có chân nguyên dao động và tiếng gào thét đánh nhau vang lên từ phía xa. Xem ra nơi này không chỉ có một lối vào, cũng không chỉ có một mình Lâm Nhất vào được đây. Lâm Nhất im lặng lắng nghe một lát, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong động đá. Hắn tìm kiếm một lượt vẫn không thấy bảo bối nào có giá trị, chỉ có một ngọc bội võ học. Nhưng lệnh ấn trong ngọc bội cũng không được hoàn chỉnh, dán vào mi tâm, văn tự ghi chép bên trong có rất nhiều chỗ thiếu sót. May là còn có văn tự,
giao cho trưởng lão tông môn, có lẽ bọn họ có thể nghiên cứu ra một vài công pháp và võ kỹ. Lâm Nhất cất ngọc bội rồi ra ngoài, đi trên một con đường lát gạch. Lâm Nhất nhìn đá trên đầu, có thể đoán được nơi này có lẽ là một địa cung. Trong địa cung có rất nhiều ngã rẽ, phức tạp như mê cung, nhưng hắn cũng không vội, di chuyển không có mục tiêu ở bên trong. Sau khi rẽ, hắn lại tiến vào một động đá thứ hai. Chương 1071. Nơi này không khác động đá đầu tiên là mấy, vô cùng lộn xộn, bụi bặm khắp nơi. Điểm khác nhau duy nhất là có thêm hai cái xác, trông có vẻ vừa chết không lâu. Có lẽ là đệ tử tông môn chém giết lẫn nhau, lấy mạng đổi mạng khi mật cảnh Ma Liên mở ra trước đó. Lâm Nhất tìm kiếm trong túi trữ vật của hai người, không có yêu đan hoa sen đen và linh thảo dị quả, có lẽ đã bị luyện hóa cả rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn có không ít linh ngọc nhị phẩm, gần đến 2.000 viên. Niềm vui bất ngờ. Xem ra bọn họ là đệ tử cốt cán của tông môn, đệ tử bình thường không có nhiều của cải như vậy. 20 năm trước, chắc hẳn bọn họ cũng có chút danh tiếng, là nhân tài của tông môn. Đáng tiếc con đường võ đạo này quá khó khăn, cuối cùng biến thành một đống xương trắng, 20 năm sau, không một ai biết tới nữa. Lâm Nhất rời khỏi động đá này, sau đó ra vào rất nhiều động đá khác. Hắn không tìm thấy quá nhiều bảo vật có giá trị, nhưng lại tích lũy được rất nhiều ngọc bội võ học thượng cổ không hoàn chỉnh. Khi nào trở về đưa cho tông môn, chắc chắn sẽ được nhận rất nhiều linh ngọc nhị phẩm. Mật cảnh Ma Liên chính là như thế, dù ngươi không có kỳ ngộ, chỉ cần ngươi đủ kiên nhẫn, có thể sống sót ra ngoài thì đều có thu hoạch tốt. Sau khi đi được mấy nghìn mét, Lâm Nhất thấp thoáng nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đánh nhau kịch liệt. Tiếng tranh cãi nhiều như thế, chắc là có dị bảo nào trong địa cung này bị phát hiện rồi. Lâm Nhất che giấu chân nguyên, lặng lẽ bước chậm về phía cuối đường. Phía cuối là một cung điện rộng lớn, trên trần cung điện khảm rất nhiều đá quý kỳ lạ. Ánh sáng rực rỡ chói mắt chiếu sáng đại sảnh bên dưới, tạo thành một không gian sáng ngời, có mấy chục người đang tập trung bên trong. Giữa đại sảnh có một lão già áo tang cúi thấp đầu xuống, trên người phủ đầy bụi bặm, tràn đầy tử khí, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trước mặt ông ta là một thanh kiếm cổ phủ đầy bụi đang cắm sâu xuống đất. Tránh ra, thanh kiếm này là của lão tử, đừng ai hòng giành với ta. Chỉ với ngươi ư, nói chuyện viển vông. Chết đi. Hừ, một đám vô dụng, tránh ra cho bản công tử. Đá quý chói lọi chiếu xuống, chân nguyên dao động, tiếng võ kỹ va chạm không ngừng vang lên. Vì tranh giành thanh kiếm cổ trước mặt ông lão đã chết này mà cả đám người đều ra tay chiến đấu. Lâm Nhất âm thầm quan sát một lúc, đăm chiêu đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm cổ. Có lẽ kiếm cổ này là một thanh bảo khí, vẫn còn khá nguyên vẹn, nếu có thể giành được một thanh bảo khí tốt ở mật cảnh Ma Liên này thì chẳng khác nào có thể giữ được mạng, thậm chí còn có thể tung hoành, đại sát tứ phương. Chưa nói đến những chỗ diệu dụng khác, chỉ điều này thôi đã đủ khiến kiếm cổ tràn đầy sức hấp dẫn rồi. Chương 1072. Trong đại điện chợt có gió mạnh nổi lên, rất nhiều đệ tử tông môn đang chiến đấu còn chưa kịp phản ứng đã bị thổi bay, nơi gió mạnh đi qua, người bay tán loạn. Khi mấy chục người lấy lại tinh thần, bọn họ mới phát hiện đó không phải gió, mà là những tàn ảnh mang theo phong mang, vô cùng bá đạo. Nhưng tàn ảnh này có tốc độ quá nhanh, khi bọn họ lấy lại tinh thần, chủ nhân của tàn ảnh đã đứng trước mặt ông lão. Đối phương không chút do dự cầm lấy thanh kiếm cổ bắt đầu quan sát. Trong mắt mọi người lập tức hiện lên sát khí, bọn họ vất vả chiến đấu lâu như thế, sao có thể để một người ở bên ngoài làm ngư ông đắc lợi, cướp kiếm đi được. Buông kiếm cổ xuống. Tự tìm đường chết, tu vi chỉ mới huyền võ tầng 7 cũng dám đến đây làm loạn, chán sống rồi à. Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các thì chúng ta không dám làm gì ngươi. Nói nhảm nhiều thế làm gì, giết chết hắn là được. Giết. Nhìn thấy Lâm Nhất chỉ có tu vi huyền võ tầng 7, sát khí trong mắt mọi người càng trở nên nồng đậm hơn. Tu vi như thế cũng dám khiêu khích bọn họ, cả đám không chút do dự tấn công. Ồn ào. Trong ánh mắt đang quan sát kiếm cổ của Lâm Nhất lóe lên ý lạnh, thủy nguyệt kiếm thể dao động. Gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trước trán thiếu niên, hắn cầm kiếm cổ, vung tay một cái. Ống tay áo tung bay, kiếm quang lướt qua trong vô hình, không chút dấu vết. Một chiêu kiếm sóng lớn ngút trời. Thân kiếm cổ rung lên, bụi rơi xuống, phong mang và hàn quang của tàng kiếm nghìn năm lóe lên.
chiêu kiếm trông có vẻ hời hợt, nhưng kèm theo phong mang của kiếm cổ, làm cho kiếm thế ngập trời thoáng chốc xuất hiện. Dưới đất có kiếm quang chớp lóe tựa như sóng lớn trên mặt hồ, kiếm quang lạnh thấu xương nổ tung trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người bị kiếm quang đâm xuyên qua, lập tức bỏ mạng. Trong dư âm sao động, kiếm quang mênh mông tựa như sóng lớn ngút trời, đánh tan khí thế hung hăng cũng đám người này, khiến bọn họ muốn bảo vệ mình cũng khó. Chết tiệt, gặp phải yêu nghiệt rồi. Hắn là Lâm Nhất, chắc chắn là Lâm Nhất, nhân tài mới xuất hiện của Lăng Tiêu kiếm các kia. Sắc mặt những người còn lại tái nhợt, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất của bọn họ thoáng lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Chết đi. Nhưng đám người này vừa rút lui đến lối vào, trên đường lát gạch cũng có gió nổi lên, trọng đỉnh cổ xưa không ngừng va chạm, tạo thành một khúc chiến ca hào hùng vang vọng bốn phương tám hướng. Một tia quyền mang xuất hiện, sức mạnh tựa như man thú thượng cổ nổi điên, trong tiếng gào thét điên cuồng còn có khí huyết không ngừng dao động. Chương 1073. Bịch bịch bịch. Trong nháy mắt đã có mấy chục người chết dưới quyền mang này. Người không chết cũng đều bị thương nặng, hoặc là gãy xương sườn hoặc là ngũ tạng vỡ nát. Cút đi, đừng có cản đường lão tử. Một đệ tử tông môn bị người khác đá ra ngoài như đá bóng, sau khi rơi xuống đất thì chết ngay tại chỗ. Trong lúc rối loạn, một bóng người cao lớn xuất hiện, người đó còn nhếch miệng cười khẽ. Những người vẫn chưa chết đều run rẩy, vội vàng tranh thủ cơ hội chạy trốn. Phong giã của Bách Thú Môn. Lâm Nhất cau mày, hắn nhận ra người này, đây là người nổi tiếng cùng lúc với Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông. Trong Long Môn tranh tài lần trước, hắn ta cũng thua trong tay Lưu Thương Công Tử, 3 năm trôi qua, có lẽ thực lực còn đáng sợ hơn trước. Hắn ta là một kẻ thù mạnh, không thể xem thường. Rác! Trong lúc đang suy nghĩ, kiếm cổ trong tay chợt gãy lìa, Lâm Nhất không khỏi thầm cười khổ. Hắn còn đang nghĩ dường như thể đoạn kiếm của mình cũng không làm gì được kiếm này. E rằng thanh kiếm cổ này cũng giống kiếm táng hoa, đều có lai lịch không tầm thường, vô cùng ảo diệu. Không ngờ còn chưa kịp lĩnh ngộ thì thanh kiếm đã gãy trong tay mình. Phong Dã nhìn kiếm cổ gãy lìa, nhíu mày mắng một tiếng, lại là một thanh bảo khí không hoàn chỉnh, ta còn tưởng là bảo bối gì chứ. Trong mật cảnh Ma Liên, bảo khí vừa cầm lên đã vỡ nát nhiều không kể xiết. Phong Dã mắng một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Khi rời mắt nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt hắn ta lóe lên ý lạnh, cười độc ác. Kiếm cổ đã gãy, các hạ còn muốn gây chuyện với ta không? Lâm Nhất nói với nét mặt bình tĩnh. Nếu không cần thiết, dưới tình huống không có dị bảo, hắn không muốn giao thủ với người này. Nhưng nếu đối phương chủ động trêu vào hắn thì hắn cũng không sợ. Ha ha, thực lực của ngươi không tệ. Ta ở cách mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được phong mang trong chiêu kiếm khi nãy, có lẽ trên người ngươi cũng có không ít bảo bối nhỉ. Phong Dã nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm túi trữ vật bên hông Lâm Nhất với ánh mắt tham lam. Đúng là có không ít bảo bối, nhưng có lẽ ngươi không có bản lĩnh lấy được đâu. Xem ra nhất định phải đánh một trận rồi. Lâm Nhất vung tay, nắm chặt lấy bảo kiếm bay ra từ trong hộp. Trong đại sảnh, hai người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Nhưng không ai trong hai người chú ý, lúc kiếm cổ kia bị gãy. Hình như ngón tay cứng đờ của ông lão đã chết nhiều năm đang ngồi xếp bằng chợt động đậy. Trong đại điện ánh đèn chập chờn, thấy kiếm táng hoa Lâm Nhất cầm, Phong Dã nhếch miệng cười. Hắn ta vẫn nhìn Lâm Nhất với thái độ rất ung dung và tùy ý. Chỉ là kiếm khách huyền võ tầng 7 mà dám ra tay với ta ư. Chương 1074. Trong mắt Phong Dã lộ ý khinh thường, hắn ta nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi. Có thể đỡ 3 chiêu của ta mà không chết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không đỡ nổi thì dù ngươi quỳ xuống đất dâng bảo bối trên người cho ta bằng 2 tay, ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Giết! Trong tiếng hét điên cuồng, khí chất lười biếng trên người Phong Dã chợt thay đổi. Khí huyết cuồn cuộn như biển không ngừng sôi trào, vóc người cao lớn trông tựa như một con mãnh thú cuồng nộ. Hắn giẫm mạnh 2 chân xuống đất, đại điện rung lên. Sau đó mặt đất có những vết nứt xuất hiện. Hắn ta có vóc dáng to lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ lao tới nhanh như tia chớp, không chậm hơn thất huyền bộ của Lâm Nhất là bao. Gần như vừa dứt lời, quyền mang to lớn mang theo lực đạo nặng nề đã đánh về phía Lâm Nhất. Cú đấm này trông có vẻ bình thường, giống như không mạnh lắm,
nhưng đệ tử huyền võ tầng 9 bình thường cũng chưa chắc có thể đỡ được nó một cách dễ dàng, chỉ cần không chú ý là sẽ bị thương nặng. Quyền phong đánh tới, mái tóc và quần áo của Lâm Nhất đồng thời bị thổi bay về phía sau. Dưới quyền phong như sấm chớp, Lâm Nhất tựa như một mầm cây có thể bị thổi bật gốc bất cứ lúc nào. Bù! Đôi mắt bị gió mạnh thổi đến mức hơi híp lại của hắn đột nhiên mở to, trong mắt chứa đựng phong mang vô cùng sắc bén, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Trong tiếng kiếm reo nặng nề, thân kiếm được lưu quang bao phủ chém ra một kiếm quang rực rỡ trên không trung, giống như mặt trăng trong nước bay lên cao. Ánh sáng của đá quý bảy màu trên trần cung điện cũng trở nên mờ nhạt dưới chiêu kiếm này. Bịch 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 bịch, mũi kiếm đâm lên quyền mang, tiếng nổ kịch liệt như tia điện thoáng chốc vang vọng mấy trăm lần. Nếu nói quyền mang của Phong Giã tựa như một ngọn núi nguy nga chèn ép tới thì kiếm mang của Lâm Nhất chính là tia chớp đánh xuống từ trên bầu trời. Núi có cao hơn nữa, một kiếm của ta vẫn có thể phá được. Vèo, trong tiếng sấm vang, hai người đều lùi về sau mấy bước, mắt đối mắt. Trong mắt đều lộ vẻ thận trọng và ngạc nhiên. Tay phải cầm kiếm của Lâm Nhất khẽ run, lòng bàn tay như muốn nổ tung. Chỉ cần hắn dùng sức một chút thôi cũng sẽ đau đến mức nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn vẫn quyết tâm siết chặt thanh kiếm trong tay. Một cú đấm của người này thôi đã đạt tới tử đỉnh, nếu dùng hết sức lực, nói không chừng có thể đạt tới sức mạnh ngũ đỉnh. Lâm Nhất có tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, hắn biết rõ sức mạnh ngũ đỉnh đáng sợ đến mức nào. Hắn không dễ chịu, Phong Giã cũng chẳng tốt hơn. Tay phải ra quyền của hắn ta đầm đìa máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Đó là vết thương để lại do kiếm ý bản bộ tiên thiên sắc bén của Lâm Nhất xuyên thủng quyền mang của hắn ta. Trông thì đáng sợ, nhưng với thân thể của hắn ta, đây chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Chương 1075. Có điều sự khiếp sợ trong lòng hắn ta thật sự khó nói thành lời, đối phương chỉ có tu vi huyền võ tầng 7. Còn hắn ta, có lẽ đã có tu vi huyền võ tầng 9. Hơn nữa, hắn ta còn không chỉ là huyền võ tầng 9 bình thường, hắn ta là thiên tài yêu nghiệt. Huyền võ tầng 9 bình thường đối diện với hắn ta, trong vòng 10 quyền, không chết cũng sẽ bị thương. Ta không thể để ngươi được sống, để lại chắc chắn là một mầm họa. Trong mắt Phong Giã có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn ta hét to, đỡ thêm một quyền của ta đây, cơn giận cuồng dã. Cơ bắp trên hai tay hắn ta căng lên, cả người tản ra lệ khí điên cuồng như yêu thú, trong tiếng gào thét, gió mạnh thổi vù vù, đáng sợ chẳng khác nào quỷ khóc sói tru. Tiếng lá rơi đầy trời như tiếng mưa to, vân nguyệt trong hồ nhập vào kiếm. Đối mặt với cú đấm đáng sợ này, Lâm Nhất lại chẳng hề sợ hãi, thân kiếm khẽ rung, một tia kiếm mang mạnh mẽ ngưng tụ ra hàn mang động trời càn quét về phía thân thể đã to lên gấp đôi của Phong Giã. Nó di chuyển. Dễ dàng đánh tan tất cả sát khí cuồng dã phát ra từ trên người Phong Giã. Chiêu kiếm này tựa như ảnh ngược của mây trắng và trăng sáng trong hồ, mang theo khí thế chấn động biển trời, cuồn cuộn kéo đến, ngang ngược bá đạo, chứa đựng sức bộc phát mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Kiếm chém ra, không thể ngăn cản, không gì địch nổi. Ầm ầm ầm, kiếm mang và quyền mang va chạm với nhau, tiếng vang lớn thoáng chốc không dứt bên tai. Hai người lập tức lùi lại. Nét mặt nặng nề, lòng bàn tay cả hai lại nứt ra một lần nữa, vô cùng đau đớn. Trong dư âm dao động, Lâm Nhất mặc áo xanh, tay cầm kiếm táng hoa, mặc cho gió mạnh thổi lên người mình. Tóc dài tung bay, áo quần bị gió thổi phần phật. Thú vị đấy! Phong Giã bị đau, nhưng hắn ta không giận mà còn cười, một nụ cười vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Vù vù! Nhưng lúc hắn ta sắp đánh ra quyền thứ ba, trong đại điện chợt có một cơn gió lạnh thổi lên, lạnh lẽo như đá lạnh thấu xương, hàn ý như thấm sâu vào linh hồn. Hai người đồng thời dùng mình, sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ào! Ma khí cuồng bạo đột nhiên dâng lên, vùi lấp đi ánh sáng trong đại điện, trước mắt trở nên tối đen như mực. Rơi vào bóng tối mà không hề báo trước. Chuyện bất ngờ diễn ra khiến Lâm Nhất và Phong Giã giật mình. Còn có ai nữa sao? Nhưng với thực lực của hai người, rất khó tưởng tượng ra còn ai có thủ đoạn cao siêu đến mức có thể giấu đi hơi thở của mình như thế. Là ai, là ai, làm gãy kiếm của ta? Giọng nói khàn khàn đầy khó chịu vang lên trong bóng tối, tựa như phát ra từ địa ngục, khiến người ta không khỏi run rẩy. Kiếm! Trong nỗi sợ hãi vô tận, trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn quát khẽ một tiếng.
Chương 1076. Kiếm ý bán bộ tiên thiên cổ chém tan ma khí bao phủ đại điện, trong bóng tối có chút ánh sáng xuất hiện, một vùng ánh sáng thoáng chốc lan rộng ra. Tựa như tia nắng mặt trời mang đến ánh sáng cho thế gian một lần nữa, khiến đại điện sáng lên. Phong Dã nhìn Lâm Nhất với vẻ biết ơn, tiểu tử này có bản lĩnh thật, dưới tình huống bị ma khí áp chế hoàn toàn mà vẫn có thể thả kiếm ý của mình ra ngoài. Ánh sáng bao phủ, hai người thấy rõ tình huống trong đại điện, sắc mặt càng lộ vẻ cảnh giác hơn. Trong đại điện đúng là có thêm một người vốn đã chết. Ông lão ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đang cúi đầu nhìn xuống, mái tóc dài như cỏ khô tản ra, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó. Ma cương. Lâm Nhất nhíu mày, ông lão trước mắt giống với thi thể hắn gặp trong lòng sông, đều là quái vật bị ma khí xâm nhập, sau đó sống lại một lần nữa, nhưng dường như không giống lắm. Ông ta biết nói chuyện đứt quãng, có thể còn giữ lại chút trí nhớ khi còn sống, như thế thật sự hơi đáng sợ. Vèo. Ông lão ma cương đột nhiên giơ tay, ma quang tràn ra trong đôi mắt, hai chùm sáng màu đen xuất hiện. Sát khí, sự hung ác và tàn bạo hàm chứa trong ma quang bao phủ lấy Lâm Nhất. Là ngươi. Sau khi xác định là Lâm Nhất, ông ta lập tức vỗ hai tay xuống đất, tựa như khỉ lao về phía hắn. Kiếm. Trong lòng Lâm Nhất có kiếm ý cuồn cuộn dâng lên, đánh tan toàn bộ cảm xúc tiêu cực đang bao phủ trên người mình. Trong mắt hắn mang theo sự kiên cường, lòng can đảm và sự hào hùng của kiếm khách, tuyệt đối không lùi bước, không sợ sống chết. Vụt. Khi ma cương lao tới, hắn vung tay chém một kiếm lên người đối phương. Mũi kiếm như chém lên một cơ thể làm bằng kim loại, tạo thành tiếng vang chói tai, để lại một vết hằn rất dài. Gió xuân hóa mưa rào, lẳng lặng tưới mát muôn nơi. Thủy Nguyệt kiếm thế dâng lên trên người Lâm Nhất, hắn không dùng sức mạnh để đấu với ma cương. Kiếm thế liên tục tựa như mưa phùn gió xuân từng chút rơi lên người ma cương, không một tiếng động rút kiếm thế của mình vào người đối phương. Khí thế như mây, lơ lửng vô thường, khí thế như nước, linh hoạt thông suốt. Cho dù ma cương này có điên cuồng đến mức nào cũng không làm gì được Lâm Nhất. Diệt. Sau mấy chục kiếm, Lâm Nhất xoay người đáp xuống đất, khẽ quát lên một tiếng. Kiếm kình ở trong cơ thể của ma cương tựa như nước chảy nhỏ giọt, dung nạp trăm sông, lập tức hội tụ lại với nhau. Trong thân thể đáng sợ của ma cương lập tức xuất hiện một lỗ kiếm quang to bằng miệng bát xuyên thẳng từ trong ra ngoài. Chương 1077. Ma cương kêu rên một tiếng. Bị kiếm quang đánh bay, sau khi ngã xuống đất, thân thể không ngừng trở nên khô đét. Vẫn chưa chết à? Lâm Nhất nhíu mày, chiều khi nãy tổng thể có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hắn gần như không hề nương tay. Không ngờ ma cương lại cứng cỏi như thế, trông có vẻ vẫn có thể đấu một trận. À! Ông lão ma cương gào thét, sau đó ông ta nhìn về phía Phong Dã, hung quang trong mắt biến thành một màu đen kịt, năm ngón tay của ông ta mọc ra móng tay sắc bén. Sau đó ông ta nhào về phía Phong Dã. Thấy Lâm Nhất đối phó dễ dàng như thế, lại thấy ma cương nhào tới, trong mắt Phong Dã lóe lên vẻ giễu cợt, hắn ta lạnh lùng quát lên, cút. Trong tiếng quyền mang nổ vang, ma cương bị hắn đánh thủng một lỗ trên người, nhưng trước khi bị đánh bay, ông ta cũng đã đâm năm ngón tay vào ngực hắn ta. Chỉ cần chậm hơn một chút, hắn ta sẽ bị moi tim ngay tại chỗ. Máu tươi chảy ra từ trước ngực. Sắc mặt Phong Dã trở nên tái nhợt, mồ hôi trên người chảy ròng ròng. Suýt chút nữa hắn ta đã chết ở đây rồi. Từ khi tiến vào mật cảnh Ma Liên này, hắn ta đánh đâu thắng đó, hoành hành không kiêng dè, chỉ có hắn ta giết người, chứ không có người và yêu thú nào có thể động vào hắn ta. Đây là chuyện mà hắn ta chưa từng ngờ tới. Lúc nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt hắn ta lộ vẻ khó hiểu, sao tiểu tử này có thể ứng phó một cách ung dung thế. Lâm Nhất không để ý tới hắn ta. Nhìn thấy ma cương bị hắn ta đả thương, Lâm Nhất lập tức bay lên, thi triển thất huyền bộ đến mức tối đa, tàn ảnh chồng lên nhau, từng tia kiếm quang không đợi ma cương đáp xuống đất đã lao tới. Bịch bịch bịch. Lâm Nhất liên tục bước ra 9 bước chân, một bước xuất hiện 9 tàn ảnh, mỗi tàn ảnh chém ra một kiếm, 9981 tia kiếm mang vô tình xuyên qua người ma cương. Dưới kiếm mang như mưa rền gió dữ. Ông lão ma cương nổ tung, biến thành một đóa yêu đan ma liên. 4 cánh. Lâm Nhất sáng mắt, đưa tay cầm lấy yêu gian. Đây thật sự là yêu đan ma liên 4 cánh vô cùng hiếm có, ẩn chứa nồng đậm linh khí thiên địa, khiến Lâm Nhất rung động không thôi.
Đưa nó cho ta. Chương 1078 Bổ Đoàn. Trong mắt Phong Dã lộ vẻ tham lam, hắn ta nhào tới muốn cướp lấy yêu đan. Vụt. Lâm Nhất giấu yêu đan ra sau lưng, lặng lẽ sử dụng thất huyền bộ, thoáng chốc kéo dài khoảng cách với đối phương. Phong Dã đánh vào không khí không khỏi thẹn quá hóa giận, có ý muốn giết người. Nhìn thấy yêu đan ma liên bốn cánh này, hắn ta như mất đi lý trí, không thể kiểm soát bản thân. Đợi đã. Phong Dã khi nãy suýt bị ma cương moi tim, bây giờ lại như hoàn toàn không có chuyện gì. Lâm Nhất nhíu mày, thật sự không muốn đánh nhau với tên này, cho nên hắn nói, đánh chết ma cương cũng có một phần công lao của ngươi, ta sẽ không lợi dụng ngươi. Nơi này vẫn còn một bảo vật, ngươi cứ lấy đi là được, không cần thiết phải dây dưa làm gì. Bảo bối gì? Nghe thấy hai chữ bảo bối, Phong Dã lập tức thấy hứng thú. Bồ đoàn. Lâm Nhất đưa tay chỉ cái bồ đoàn ông lão ma cương vừa ngồi khi nãy. Tiểu tử ngươi tưởng ta bị ngu à? Thứ rách nát này có thể sánh bằng yêu đan ma liên bốn cánh trong tay ngươi sao? Phong Dã nhìn qua, sau đó mắng to. Lâm Nhất thoáng chốc cạn lời, tuy thời gian trôi qua, bồ đoàn tu luyện thời thượng cổ này không còn hiệu quả như lúc trước, nhưng sao có thể nói là một thứ rách nát được? Chỉ cần có thể có một phần hiệu quả, lâu dài về sau chắc chắn sẽ có giá trị hơn yêu đan ma liên trong tay hắn. Xem ra tuy Phong Dã này mạnh, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhạy lắm. Nếu chỉ là đầu óc có vấn đề thì giải quyết bằng một kiếm là được, nhưng người này lại vô cùng mạnh mẽ. Phiền phức. Lâm Nhất đăm chiêu, sau đó bình tĩnh nói, nếu thế thì ta đưa yêu đan cho ngươi, còn ta lấy bổ đoàn. Nếu ngươi muốn lấy hết cả hai thì không cần nói tiếp nữa. Muốn thăng lên huyền võ tầng 8 còn thiếu rất nhiều tài nguyên, hắn thật sự rất cần yêu đan ma liên bốn cánh này. Nhưng không thể đàm phán cũng hết cách, lấy bổ đoàn đi, hắn cũng không lỗ vốn. Trong mắt Phong Dã lộ vẻ suy tư, nếu có thể, đương nhiên lấy cả hai thứ đi là tốt nhất. Nhưng nghĩ đến kiếm thế sắc bén dữ dội của Lâm Nhất, trong lòng không khỏi thấy kiêng dè, tiểu tử này giống như khắc tinh của hắn vậy. Kiếm thế ác liệt đâm vào người còn khó chịu hơn chiến đấu với công tử cùng cấp. Muốn giết hắn, e rằng sẽ phải trả giá đắt. Được. Ta đồng ý với ngươi, nhưng ta không lấy yêu đan, bồ đoàn thuộc về ta. Phong Dã thu lại khí tức đi về phía bồ đoàn, hắn ta nâng tay lên cầm lấy bồ đoàn. Chương 1079 ngươi chọn trước đi. Hắn ta còn chưa kịp quan sát, vách tường đại điện trước mặt chợt xuất hiện một đường hầm. Lâm Nhất nhanh chóng đoán ra có lẽ vì động vào bồ đoàn nên đường hầm xuất hiện, cho nên cũng không quá bất ngờ. Trong rất nhiều địa cung hầm mộ đều có thiết kế như vậy. Hai người không nghĩ nhiều, vội vàng đi vào trong đường hầm, không nói một lời tiến lên phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc, hai ngã rẽ đã xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi chọn trước đi. Lâm Nhất nhìn Phong Dã, cho hắn ta chọn trước. Rất rõ ràng đường hầm này đi tới một nơi bí ẩn, dị bảo trong đó có thể còn nhiều hơn địa cung trước đó rất nhiều. Nơi thế này. Đương nhiên độc chiếm là tốt nhất. Đi cùng nhau, gặp được bảo vật lại phải tranh giành. Trùng hợp là Phong Dã cũng nghĩ thế, nhưng hắn ta không nhận ý tốt của Lâm Nhất, thản nhiên nói, ngươi chọn trước đi. Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều, nhìn trái nhìn phải, sau đó tùy tiện đi về phía con đường bên phải. Trong mắt Phong Dã lập tức lộ vẻ gian trá, hắn ta trầm giọng nói, cút sang một bên, con đường này là của ta. Lâm Nhất lập tức bật cười, lúc trước nhìn thấy Phong Dã chọn bồ đoàn. Hắn còn tưởng là đối phương thông suốt rồi, bây giờ mới hiểu đối phương là thật sự không có đầu óc. Hắn ta cảm thấy chỉ cần là Lâm Nhất chọn thì chắc chắn là đồ tốt, chỉ cần bất chấp tất cả giành lấy là được. Bây giờ, con đường mà Lâm Nhất chọn bừa, hắn ta cũng muốn giành. Tùy ngươi. Lâm Nhất cũng không tranh với hắn ta, người lóe lên, đã đi vào lối đi bên trái. Nhanh chóng biến mất. Phong Dã nhìn bóng người biến mất của hắn, trong mắt lộ vẻ đắc ý, muốn đấu với ta à, ngươi còn non lắm, muốn lừa ta đi con đường nguy hiểm sao, không có cửa đâu. Trên đường đi, Lâm Nhất gặp không ít thi thể không trọn vẹn, nhưng đã rất lâu rồi. Kiểu chết của những thi thể này không giống nhau, có người bị võ giả giết chết, có người chết vì trận pháp, cũng có người chết trong tay yêu thú và ma cương.
Xem ra nơi này không phải chưa từng có người đến, không chỉ có một lối vào. Nhưng dù gì nó cũng khá bí mật, có lẽ vẫn có chút thu hoạch. Rõ ràng những thi thể này đều là đệ tử tông môn tới đây mạo hiểm khi mật cảnh mở ra trước đó. Mật cảnh Ma Liên 20 năm mở ra một lần, nổi tiếng vô cùng nguy hiểm, vừa là cơ duyên, cũng là một kiếp nạn vô cùng lớn. Chẳng trách trưởng lão của tông môn lại cẩn thận như thế, sau khi biết hắn cũng sẽ đi, Hân Nhiên sư tỷ còn căng thẳng muốn hắn từ bỏ cơ hội này. Nhìn thấy thi thể không trọn vẹn đầy đất, hắn cũng hiểu được chút ít. Rất nhiều năm trước, có lẽ những người này cũng là thiên tài xuất chúng danh tiếng lẫy lừng, nhưng bây giờ lại chết không toàn thây, nằm dưới đất không người hỏi han. Đây cũng là minh chứng thầm lặng cho sự tàn khốc và lạnh lẽo của con đường võ đạo. Chương 1080 nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Thắng làm vua thua làm giặc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường đi lên đỉnh cao mãi mãi không đồng tình với kẻ yếu, nó chỉ sẽ lạnh lùng mặc kệ. Mặc cho thi thể thê thảm của ngươi có nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngày qua ngày, mãi đến khi thi thể thối rữa rồi trở về cát bụi. Lâm Nhất hơi cảm thán, rung động không thôi. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là một kiếm khách, bước trên con đường này đã định sẵn là không sợ sống chết, quyết chí tiến lên. Trong yên tĩnh, hắn vô cùng thận trọng, dựa vào sự tinh thông của mình với linh văn, cẩn thận tránh đi rất nhiều cạm bẫy. Con đường hắn chọn vẫn xem như gió êm sóng lặng, không quá nguy hiểm. Với năng lực của hắn vẫn có thể ứng phó được. Cửa. Ở cuối con đường có một cánh cửa đồng khép chặt chặn lại lối đi. Điều này thật mới lạ, dọc đường tuy có nhiều lối rẽ nhưng hắn chưa gặp cánh cửa nào. Trên cánh cửa đồng khắc một con thú cổ đại với khuôn mặt dữ tợn và hung dữ, ánh sáng âm u lập lòe trong đôi mắt tựa như ánh nến lạnh lẽo đong đưa chập chờn. Nhìn qua thì thấy dưới đất có rất nhiều xương vụn, không có thi thể nào hoàn chỉnh. Rừ. Đang lúc nghi hoặc, một con hung thú được khắc bằng linh văn trên cửa đồng đột nhiên sống lại, gầm gừ xông về phía hắn trong bóng đêm. Keng. Lâm Nhất đã cảnh giác trước, không chờ nó lại gần, kiếm táng hoa đã ra khỏi vỏ, hắn giơ tay chém ra. Trong bóng đêm, kiếm quang phát ra những điểm sáng như ánh trăng tỏ trong đêm. Kiếm ý bán bộ tiên thiên phóng ra theo ánh trăng, ngưng tụ thành một quầng kiếm quang vô cùng sắc bén. Đến khi điểm sáng biến mất, có một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất trong lối đi mờ tối. Lâm Nhất nheo mắt nhìn kỹ, đầu của con hung thú được khắc trên cửa đã biến mất. Nó trở thành một cơ thể không đầu. Hắn lập tức hiểu. Có lẽ khi những thi thể trước mặt này đến gần, chưa kịp phản ứng đã bị hung thú trên cánh cửa này giết chết một cách dã man. Nguy hiểm ở nơi này thật khó đề phòng. Nếu vừa rồi hắn không biết chân tướng, lại gần quan sát con hung thú trên cửa, e rằng kết cục của hắn cũng thê thảm như họ. Lâm Nhất đứng yên ở đó như một ngọn núi sừng sững bất động, tay phải liên tục vung lên, từng tia kiếm quang đầy uy lực đan chéo nhau, cứa vào cánh cửa đồng. Phá! Khi hắn thu kiếm vào vỏ, cánh cửa đồng chặn đường đột nhiên vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ mang theo một lực sắc bén cùng lúc bắn về phía Lâm Nhất. Tiếc là chúng chưa tới gần đã bị hắn đánh vỡ bằng Tử Diên kiếm quyết. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi cánh cửa vỡ tung, rất nhiều hung thú được biến hóa từ linh văn lao ra từ trong đại điện nào đó. Lâm Nhất bình tĩnh giữ tay lên, năm ngón tay siết chặt, sức lực và chân nguyên hòa trộn với nhau. Chương 1081 Linh văn như tranh. Tường Long tại thiên. Long ảnh thịnh nộ bị kéo vào trong quyền mang, Lâm Nhất tung quyền mang nổ tung làm cho những con linh thú đang lao tới này bị nổ thành từng mảnh. Tựa như một thanh kiếm sắc, kẻ nào ngăn cản đều phải chết. Lâm Nhất thu quyền, đứng nhìn cánh cửa trống rỗng, do dự một lát rồi nhấc chân bước vào. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng bí mật rộng rãi, khi vừa đặt chân xuống đất, hắn cảm ứng được một dao động nhẹ nhẹ như bước lên trận pháp nào đó. Đã quá muộn để tìm cách. Trên bốn bức tường xung quanh đồng thời xuất hiện những con hung thú dữ tợn, sau đó chúng bổ nhào về phía hắn từ bốn phương tám hướng như thủy triều. Trong nháy mắt, tay trái Lâm Nhất thi triển ra một ngọn núi hổ, tay phải thi triển ra một ngọn núi rồng. Song quyền chạm nhau, khí thế toàn thân ngưng tụ thành một ngọn núi cao ngất, rồng nấp dưới chân núi, hổ nằm trên đỉnh núi. Tàng Long Ngọa Hổ. Tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của Long Hổ Quyền,
Long Ảnh gầm gừ, hắn đứng bất động như núi khi đối mặt với những con hung thú ùn ùn lao đến. Bùm bùm bùm. Hung thú liều mạng xông tới mãi không dứt, một lát sau, mặt Lâm Nhất khẽ biến sắc, ngọn núi khí thế bị rạn nứt. Thế tấn công quá mạnh, liên tục như thủy triều, dù thân thể và sức phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng được. Bách thú lai triều. Khi ngọn núi sụp đổ, sau lưng hắn ngưng tụ ra một hư ảnh mãnh hổ khổng lồ. Khi con mãnh hổ này mở mắt ra, trong mắt nó lượn lờ huyết quang, răng nanh ánh lên tia sáng lạnh, Lâm Nhất tung một quyền. Ầm. Căn phòng bí mật chấn động kịch liệt, tất cả những con hung thú lao tới đều bị quyền mang đáng sợ đánh vỡ. Nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi, trên tường phát ra ánh sáng như có ai đó đang cầm bút vẽ vời. Hung thú lại xuất hiện, dường như bất tận. Vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn biết có lẽ mình đã bị nhốt trong trận pháp, nếu cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ chết. Phải liều thôi. Lâm Nhất không để ý bầy hung thú xông tới từ bốn phía mà nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại bức tranh khó hiểu trong Thanh Huyền bút lục. Linh văn như tranh. Khi bầy hung thú kia sắp đè bẹp Lâm Nhất, hắn đột nhiên mở mắt ra, vẻ kiên quyết hiện lên trong mắt. Keng. Kiếm ra khỏi vỏ, bóng dáng vắt ngang, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn nhìn chằm chằm mặt đất. Nhân lúc đang lơ lửng giữa không trung, Lâm Nhất xoay người, ra tay nhanh như chớp, vẽ ra từng tia kiếm quang dưới mặt đất. Người múa cùng kiếm, liên tục xoay tròn giữa không trung. Trong tích tắc, hắn ngưng tụ kiếm ý bán bộ tiên thiên, chém ra hàng trăm tia kiếm quang. Chương 1082 khi nào về phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Kiếm quang đan chéo chẳng chịt, linh văn được cất giấu dưới mặt đất lần lượt bị chém vỡ. Soạt. Khi bầy hung thú đông nghịt như kiến sắp tới gần Lâm Nhất thì đột nhiên tản ra, hóa thành mực vương vãi trên đất. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, đứng xuống đất, thở mạnh một hơi, nguy hiểm thật. Hắn có hơi hấp tấp khi vào căn phòng bí mật này, phải cẩn thận hơn mới được. Nếu không nhờ có hiểu biết về Thanh Huyền bút lục, lần này hắn chắc chắn sẽ chết trong vòng vây, không có một con đường sống. Sau khi đợi nửa canh giờ và xác nhận không có nguy hiểm, Lâm Nhất mới tiếp tục thăm dò nơi này. Trên vách tường có một dãy lỗ khảm, bên trong lỗ được khảm ngọc bội võ học. Lâm Nhất đi thẳng tới, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, tất cả đều là võ học thượng cổ còn khá nguyên vẹn, linh ấn chỉ mất chưa tới một nửa. Có thể giảm bớt rất nhiều thời gian suy luận cho các trưởng lão. Sau khi có được, có lẽ các tiền bối kiếm các sẽ có thể suy luận ra công pháp và võ kỹ hoàn toàn mới trong vòng chưa đầy 5 năm. Nếu nộp số ngọc giản này cho tông môn, không chỉ có thể đổi được một lượng tài nguyên lớn, mà còn có thể làm tăng nội tình của Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất không hề khách sáo thu hết vào túi trữ vật của mình. Hắn quan sát xung quanh thì thấy được rất nhiều bình ngọc vỡ ở trong góc, cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu không bị vỡ, mỗi bình ngọc ở đây đều là đan dược thượng cổ. Đối với Lâm Nhất, dù là đan dược cấp thấp nhất ở thời đại Hoàng Kim thì ở thời nay cũng là một món bảo vật vô giá. Đây là gì nhỉ? Hắn phát hiện ra một thứ kỳ lạ trong đống mảnh vỡ. Sau khi làm sạch bụi, thì ra đó là một bình hồ lô màu vàng đất lu mờ ảm đạm, nhưng sau khi phủi sạch bụi, hồ lô bóng loáng như ngọc, cầm rất nặng tay. Lâm Nhất trầm ngâm mở nắp hồ lô ra. Soạt. Một luồng sắc bén vô tận trào ra, cuồn cuộn không dứt. Lâm Nhất nhướng mày, vội vàng đóng nắp lại, khó giấu được vẻ mừng rỡ trong mắt. Hồ lô tàng kiếm. Hắn đã đọc thông tin về thứ này trong võ đạo dị văn lục. Nó vừa có thể cất kiếm, vừa có thể dưỡng kiếm, là một món dị bảo tương đối quý hiếm. Nghe nói từng có cao nhân dùng hồ lô này để cất 10 vạn thanh kiếm, hồ lô vừa mở ra liền có 10 vạn thanh bảo kiếm sắc bén giáng xuống. Nhưng không phải càng cất nhiều kiếm vào hồ lô thì càng tốt. Mỗi chiếc hồ lô tàng kiếm khác nhau có những tác dụng kỳ diệu khác nhau, cần phải từ từ khám phá. Mặc dù mỗi chiếc hồ lô tàng kiếm có tác dụng kỳ diệu riêng, nhưng tác dụng dưỡng kiếm lại như nhau. Chỉ cần có đủ linh ngọc, nó có thể tăng phẩm cấp bảo binh không giới hạn. Khi nào về phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Lâm Nhất kìm nén niềm vui sướng trong lòng, cẩn thận cất kỹ bảo bối. Nói thật thì hắn cần phải cảm ơn Phong Dã, nếu không nhờ hắn ta yêu cầu đổi đường thì món dị bảo này đã không có duyên với hắn.
Chương 1083 hình như Phong Dã huynh bị thương rất nặng. Lâm Nhất bắt đầu tìm kiếm nơi này lần cuối. Trên bệ đá ở một góc nọ, hắn nhìn thấy một viên yêu đan ma liên năm cánh, trông có vẻ tĩnh mịch và yên bình. Lâm Nhất nghĩ thầm, có lẽ chủ nhân của nơi này đã gặp phải đại kiếp, từ đó coi nhẹ sinh tử, bình tĩnh lựa chọn cái chết. Lâm Nhất chắp tay thi lễ, nhẹ giọng bảo, xin lỗi tiền bối. Hắn vẫy tay thu viên yêu đan ma liên năm cánh vào tay. Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật, Lâm Nhất tiếp tục đi về phía trước, trên đường chém giết thu hoạch được khá nhiều yêu đan ma liên. Thỉnh thoảng cũng có thu hoạch nhưng không mang lại cho hắn bất ngờ, tất cả đều không thể so sánh với hồ lô tàng kiếm. Hai ngày sau, hắn nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm nên bèn đi qua, sau đó lặng lẽ được truyền tống ra khỏi địa cung. So với hắn, Phong Dã của Bách Thú Môn lại khá xui xẻo. Con đường mà hắn ta đi là con đường chưa có người đi trước, không nhìn thấy hài cốt ở khắp nơi như Lâm Nhất. Những người đi trước đã khám phá con đường này giúp hắn nên nguy hiểm ít hơn nhiều. Còn Phong Dã thì liên tục gặp xui xẻo, vừa đi chưa được bao xa đã lạc vào linh trận. Lúc đầu hắn ta không để ý lắm, ỷ vào thực lực của mình cứ xông dọc xông ngang, khá là dũng cảm. Nhưng dần dà hắn ta hết chịu nổi. Chẳng những không tìm được bảo bối mà còn bị thương nặng hơn. Với thân thể mạnh mẽ của hắn ta cũng không thể chịu đựng nổi. Đến khi ý định rút lui dâng lên trong lòng, hắn ta lại phát hiện có quá nhiều lối rẽ, hoàn toàn quên mất đường về. Phong Dã lập tức sụp đổ, thẹn quá thành giận, cậy mạnh phá tường, những bức tường chắn trước mặt hắn ta đều bị đổ xuống, trông hắn ta như một con thú dữ nổi điên. Hai ngày sau, sau khi đánh vỡ không biết bao nhiêu bức tường, Phong Dã xuất hiện trong một đại điện sáng trưng. Khuôn mặt mỏi mệt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, hắn ta lẩm bẩm, cuối cùng cũng có đường, đại điện sáng trưng thế này chắc có nhiều bảo bối lắm đây. Vù vù vù. Nhưng hắn ta bất ngờ phát hiện trong đại điện có rất nhiều người, tất cả họ đều kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn hắn ta. Tránh ra. Phong Dã nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Sau đó đẩy đám người đứng chặn đường ở trước ra đi tới. Mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu. Con đường hầm mà mọi người đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không chính là con đường hắn đã mở khi lấy bổ đoàn và kích hoạt cơ quan. Đi được một vòng, hắn ta lại quay trở lại vị trí cũ. Phụt! Phong Dã vốn đã bị thương nặng, giờ lại thêm buồn bực khiến hắn ta lập tức hộc máu, mặt mũi tái nhợt. Hình như Phong Dã huynh bị thương rất nặng. Lúc này, một giọng nói bất mãn vang lên từ đằng sau, Phong Dã quay đầu lại thì thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt không có ý tốt. Chương 1084 trước hết phải loại bỏ ma khí. Ha ha, không ngờ Phong Dã của Bách Thú Môn cũng sẽ có ngày thảm hại như vậy. Hắn ta đã giết rất nhiều người, có lẽ có nhiều bảo bối lắm đây. Chuyện này cần phải nói nữa à? Nhìn vết thương trên người hắn ta kìa, chắc là đã gặp được cơ duyên rất lớn. Đám người từng bước tới gần, vẻ tham lam hiện rõ trong mắt, ai cũng nhìn chằm chằm vào Phong Dã. Phong Dã cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn ta vừa vận chuyển chân nguyên đã cảm thấy ngực đau đớn. Hắn ta lập tức dùng mình, giật mình nhận ra một sự thật đáng buồn, nếu lúc này hắn ta không bỏ chạy thì có thể sẽ chết trong tay lũ tôm tép nhãi nhép này. Ra tay! Không cho hắn ta thời gian phản ứng, một người không nhịn được nữa ra tay với hắn ta. Tiếp đến là thế tấn công dồn dập ập đến như vũ bão. Phù! Sau cơn quay cuồng, Lâm Nhất mở mắt ra thì nhìn thấy một vùng hư vô, với những đám mây mờ ảo như tơ liễu tô điểm thêm. Quay đầu lại nhìn, pháp trận hắc liên gợn sóng rồi lặng lẽ biến mất. Lối ra của địa cung cũng là một trận pháp truyền tống, nó đã dịch chuyển ngẫu nhiên hắn ra ngoài. Nhưng có lẽ nơi này cách địa cung không quá xa. Lúc này Lâm Nhất đang đứng trên một đỉnh núi, hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức giang hai tay ra nhảy xuống. Nói không chừng sẽ có người khác tiếp tục được truyền tống đến nơi này. Tất nhiên Lâm Nhất sẽ không ở lại lâu. Dưới chân núi là một hoang cốc, Lâm Nhất giang hai tay ra thi triển thất huyền bộ viên mãn đỉnh phong, hoang cốc dần phóng đại trong mắt hắn. Lâm Nhất vững vàng tiếp đất làm bụi đất bay lên. Hắn phóng tầm mắt ra xa tìm một nơi khuất nẻo. Một lát sau, Lâm Nhất xuất hiện đằng sau mấy tảng đá lớn. Chỗ này cũng khá bí mật,
hắn suy nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Gần 100 viên yêu đan ma liên xuất hiện, trong đó có một viên yêu đan ma liên 4 cánh và một viên yêu đan ma liên 5 cánh ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt tinh khiết và dồi dào. Ngoài ra còn có một quả tử băng hàn diễm và mấy cây dị cỏ phẩm cấp thấp hơn. Chắc đã đủ để mình thăng lên huyền võ tầng 8 rồi. Vẻ hào hứng thoáng hiện trong mắt Lâm Nhất, hắn nhẹ giọng thì thào. Kế hoạch của hắn lúc trước là thế này, thu thập đủ tài nguyên thì lập tức thăng lên huyền võ tầng 8. Nếu không luyện hóa thì thôi, một khi đã luyện hóa thì nhất định phải đột phá. Dù sao trong mật cảnh Ma Liên cũng là nơi cá lớn nuốt cá bé, thực lực là trên hết. Dù là vệ bảo vệ tính mạng hay cướp đoạt chi bảo và dị quả đều cần có thực lực. Trước hết phải loại bỏ ma khí. Nếu yêu đan vẫn còn ma khí, khi hấp thu về ảnh hưởng đến tâm trí của võ giả, làm cho người đó trở thành kẻ sát nhân khát máu, vô cùng nguy hiểm. Chương 1085 Bồ Đoàn đâu? Nghĩ đến Phong Dã hắn trước khi đi vào trong địa cung, hăng hái ham hở thế nào, hoành hành chẳng kiêng nể gì ai, hầu như gặp ai liền giết người đó. Nhưng lại không ngờ, sau khi lựa chọn nhầm đường lại rơi vào kết cục như thế này. Còn có thằng nhãi Lâm Nhất kia nữa, cũng không thể tha cho hắn. Nhớ đến Lâm Nhất, Phong Dã nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên, Phong Dã bất thình lình dùng mình một cái tỉnh táo hẳn, mới ngạc nhiên phát hiện ra chỗ này lạnh đến mức khó tưởng. Sự việc bất thường ắt có vấn đề, chẳng lẽ chỗ này có thiên địa dị quả sắp được sinh ra? Bên trong mật cảnh Ma Liên, những việc như thế này xảy ra rất thường xuyên, vừa nghĩ đến đây, hai mắt Phong Dã không khỏi sáng rực lên đầy hưng phấn, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng như điên. Chẳng qua nụ cười còn chưa kịp thu về thì trước mắt đã xuất hiện một người mà hắn ta tuyệt đối không bao giờ ngờ đến. Phong Dã huynh, hình như có thành kiến rất sâu với tại hạ. Lâm Nhất lưng cõng kiếm hạp, sau khi hiện thân liền từ từ tiến đến. Vào giây phút nhìn thấy Lâm Nhất, sát ý trong mắt Phong Dã lập tức mất khống chế mà tản ra. Nhưng ngay sau đó, hắn ta liền bình tĩnh lại, cười nói, đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp tiểu tử ngươi ở đây. Dị quả ở đây e là đã bị ngươi lấy rồi, ông đây không thèm tranh với ngươi nữa, đi trước đây. Trong túi trữ vật của ngươi, chắc là có không ít bảo bối đúng không? Tự mang ra đây hay là để ta phải động tay, ngươi tự chọn đi. Chẳng qua khi hắn ta vừa mới xoay người liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhất truyền đến. Khóe miệng Phong Dã giật giật, cái giọng điệu này nghe cực kỳ quen tai, lúc hắn ta gặp Lâm Nhất. Câu đầu tiên mà hắn ta nói cũng chính là câu này. Không ngờ, quả báo lại đến nhanh như thế. Vất vả khổ sở, trốn tránh cả một đường chính là vì không muốn thành quả gặt hái của mình bị người khác cướp mất. Thế nào cũng không ngờ được rằng, đến cuối cùng vẫn phải lấy ra. Sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục, trong mắt hừng hực vẻ không cam lòng. Nhưng sau khi xoay người, lập tức nở nụ cười tươi rói nói, việc nhỏ này, vẫn nên để ta tự làm thì hơn. Để Lâm Nhất động tay, chắc chắn đến mạng cũng khó mà giữ nổi, mới chưa đến một ngày thời gian, khi hắn ta gặp lại Lâm Nhất một lần nữa mà đã sinh ra cảm giác không thể dò đoán rồi. Cho dù có ở thời kỳ hưng thịnh nhất thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Trước mắt hắn ta đang bị thương nặng, lại càng không cần phải nói nhiều. Thành quả gặt hái của hắn ta không ít, đưa cho Lâm Nhất mấy chục viên yêu đan ma liên, 3 gốc dị cỏ, 1 viên dị quả. Lâm Nhất đương nhiên không hề khách sao mà thu nhận hết, thấy động tác của hắn ta dừng lại, mặt vô cảm nói, bồ đoàn đâu? Cho một con đường sống được không, người ít nhất cũng phải để lại cho ta chút bảo bối chứ. Phong Dã đen xì mặt mũi, khổ sở nói. Chương 1086 hóa ra là như vậy. Thú vị, ban đầu, trong mắt người chỉ là cái bồ đoàn rách, vậy mà bây giờ lại còn đáng giá hơn cả mạng của người à? Hay là... ta không nên cho ngươi có cơ hội lựa chọn. Khẽ nhớn mày, trong mắt Lâm Nhất thoáng vẻ lạnh băng. Coi như ngươi giỏi. Phong Dã lạnh lùng hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn giao bồ đoàn ra. Thấy Lâm Nhất thu bồ đoàn xong mà ánh mắt vẫn còn dán lên túi trữ vật của mình, Phong Dã nổi khùng nói, Lâm Nhất, ngươi đừng có hiếp người quá đáng, ngươi mà còn được nước lấn tới nữa thì ta liều mạng với ngươi. Xem ra trên người tên này vẫn còn không ít đồ. Nhưng mà thôi. Lâm Nhất không giết hắn ta, cũng là sợ hắn còn con át chủ bài giữ mạng.
Nếu ép hắn quá, chó cùng dứt dậu khiến mình bị thương thì chẳng đáng, thu hoạch thế này là đủ rồi, không cần thiết phải o ép hắn thêm nữa. Bỗng nhiên, từ đường chân trời phía xa có một cột sáng màu đen xông thẳng lên trời. Màu đen quỷ dị nối liền trời đất, trong quang mang đó thấp thoáng có thể nhìn thấy được đường nét của một tòa cung điện. Hắc Liên Bảo Điện. Trong mắt Phong Dã thoáng vẻ kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Hắc Liên Bảo Điện. Lâm Nhất nhìn về phía Phong Dã, ngươi biết được bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến? Thấy bộ dạng Lâm Nhất dường như không biết tí gì về Hắc Liên Bảo Điện, ngược lại khiến Phong Dã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Quả thực chưa từng nghe nói qua, không chỉ là Hắc Liên Bảo Điện, có thể nói sự hiểu biết của hắn về cả mật cảnh Ma Liên này đều rất ít. Trước khi xuất phát, hắn vẫn luôn bế quan lĩnh ngộ kiếm ý, không đặc biệt đi nghe ngóng chuyện này. Có lẽ Đường Thông sư huynh biết. Trong mắt Phong Dã thoáng ngạc nhiên, tên nhãi nhà ngươi nhìn bộ dạng có vẻ hờ hững, ta còn tưởng là ngươi cái gì cũng biết, niệm tình ngươi không được nước lấn tới, bổn đại gia ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Hắn ta hảo tâm giải thích một lượt, Lâm Nhất cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Hắc Liên Bảo Điện được tính là nơi hấp dẫn nhất trong mật cảnh Ma Liên này. Mỗi lần mở ra đều ở cùng một chỗ nhưng thời gian lại khác nhau. Kỳ chân dị bảo bên trong đó nhiều không kể xiết, thậm chí còn có cả bảo khí hiếm thấy, đều có cơ hội có thể tìm được trong đó. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là, có thể quan sát và học hỏi bức tranh ngộ đạo thượng cổ trong đó. Bức tranh ngộ đạo có rất nhiều chủng loại, có bức họa được kiếm văn ngưng tụ thành. Có hung thú được nhắc đến trong truyền thuyết thượng cổ, có những dị tượng vĩ đại chỉ xuất hiện trong thoáng chốc được người ta ghi chép lại, và còn rất nhiều những thứ khác nữa. Nếu như có thể tìm được công pháp võ kỹ phù hợp với bức tranh ngộ đạo, một khi giác ngộ thì còn hơn cả mấy chục năm vật lộn khổ sở tu luyện. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Lâm Nhất hiểu ra, nơi này xem ra là nơi không đi không được việc. Chương 1087 Hắc Liên Bảo Điện mở ra rồi. Hắn hy vọng có thể quan sát và học hỏi từ một bức họa được ngưng tụ bằng kiếm văn để thăng cấp kiếm ý. Hoặc là hung thú thượng cổ dùng để thăng cấp thất huyền bộ và long tượng chiến thể quyết cũng là một lựa chọn không tồi. Nói tóm lại, nơi này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không chỉ mỗi Lâm Nhất và Phong Dã nhìn thấy, dường như mỗi một góc nhỏ trong mật cảnh Ma Liên này đều có người nhìn thấy được cột sáng màu đen này. Hắc Liên Bảo Điện mở rồi à, cuối cùng cũng mở rồi, thêm mấy ngày nữa còn không biết là mình sống hay là chết đây. He he, nếu như có thể lấy được một bảo khí trong đó thì tốt rồi. Có cơ hội được quan sát học hỏi bức tranh ngộ đạo cũng không tệ, nếu như may mắn hơn chút nữa, có thể lấy được mấy viên đan dược thì quá hoàn hảo. Mấy ngày này chẳng thu hoạch được cái gì, sau khi vào trong Ma Liên Bảo Điện hẳn sẽ không đến nỗi như vậy nữa. Bất kể là ở chỗ nào, ai nhìn thấy cột sáng ở phía chân trời xa xa kia cũng đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Trong một khu rừng sâu trong núi, Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn mặt mày vô cảm đang lau vết máu tươi dính trên thân kiếm, xung quanh chỗ hắn đứng có hơn chục người chết vô cùng thảm thiết. Không hề ngoại lệ, đều là một kiếm cắt đứt cổ họng, băng hàn thấm vào trong xương cốt, bộ dạng lúc chết vô cùng thê thảm. Bỗng nhiên, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Tầm mắt xuyên qua từng tầng kẽ lá nhìn thấy cột sáng màu đen kia. Trên mặt lộ ra nụ cười quái gở, liếm liếm đôi môi khô nứt, Hắc Liên Bảo Điện hiện thân, cao thủ hẳn đều sẽ chạy đến đó, cứ phải giết những đám vô dụng thực chẳng có gì thú vị. Nụ cười khiến người ta nhìn mà rét lạnh, dựng hết cả tóc gáy. Trong tàn tích của khu điện cổ, mấy đệ tử của Ma Diễm Tông đang tụ tập trung một chỗ vây xung quanh một người. Sắc mặt người này trắng bệch. Khí tức khắp toàn thân băng lạnh mang theo chút âm nhu. Bạch Nhạc sư huynh, Hắc Liên Bảo Điện mở ra rồi. E là sư huynh phải giết sạch tứ phương, quét hết tất cả báu vật ở trong này rồi. Sư huynh, lúc nào chúng ta xuất phát? Ánh mắt mấy người đầy nóng bỏng, lời nói cực kỳ tự tin với thực lực của sư huynh nhà mình. Bạch Nhạc hờ hững đáp, giết sạch bốn phương thì không cần thiết, nhưng mà ai dám tranh với ta? Ta sẽ khiến người đó không được chết yên ổn. Đi. Lời vừa dứt liền dẫn theo mấy sư đệ của mình chạy thật nhanh về phía Hắc Liên Bảo Điện. Trong những dãy núi trùng trùng điệp điệp, Kinh Tuyệt lười biếng mở hai mắt ra, trong mắt đầy chiến ý,
trầm giọng nói, Hắc Liên Bảo Điện cuối cùng cũng mở rồi, mật cảnh Ma Liên này sẽ không đến nỗi chán ngắt như vậy nữa. Trong cuộc Long Môn tranh tài lần trước, hắn ta chẳng qua mới 16 tuổi mà đã chiếm được vị trí thứ 19. Để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho những người đến xem, được xưng là thiên tài kiếm khách. Đến nay đã 3 năm trôi qua ai cũng không biết được thực lực của hắn rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi. Trong cuộc chiến với Hân Nghiên, rõ ràng hắn ta chưa dùng hết sức mình. Chương 1088 nằm mơ. Không hề có sức phản đòn, còn chưa kịp đến gần mà đã chết sạch. Phong Dã ngây ra như phỗng, trong một thoáng đã quên cả việc ra tay đánh lén. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, xoay người nhìn về phía Phong Dã thần sắc hơi quái dị, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Phong Dã hốt hoảng tỉnh táo lại, trong lòng thầm chửi một tiếng, thực lực của thằng nhãi này sao lại trở nên mạnh như thế? Nhưng ngẩng đầu liếc thấy sắc mặt Lâm Nhất vô cảm thì trong lòng giật thót, dù gì cũng không thể nói là ta muốn đánh lén ngươi chứ. Khóe mắt liếc qua, thấy trên mặt đất xung quanh người hắn toàn là yêu đan ma liên thì nhanh trí gào lên như thể cây ngay không sợ chết đứng nói, nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt đất nhiều yêu đan ma liên như thế, nhặt giúp ngươi không được à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại gia ta còn tham cả chút yêu đan ma liên này không bằng, thằng nhãi thối tha ngươi nghĩ bổn đại gia ta là loại người gì, bực bội. Vừa nói vừa đi thẳng về phía trước, cúi người nhặt yêu đan ma liên lên, tổng cộng có hơn 10 viên yêu đan ma liên. Lúc hắn ta xoay người đưa cho Lâm Nhất, trong mắt thoáng qua vẻ chua xót, lầm bầm nói, đại gia giúp ngươi nhặt vất vả như thế, để lại cho ta một viên đi. Nằm mơ. Lâm Nhất vươn tay phất một cái, thu toàn bộ yêu đan về không để trừ lại chút nào. Đáng ghét. Nhìn đám yêu đan ma liên nặng nặng trên tay bỗng nhiên biến mất hết, trong lòng Phong Dã thầm chửi bản thân. Thằng rùa nhãi này, thằng oát con, thực là hiếp người quá đáng. Đợi lão tử khôi phục thực lực xong sẽ cướp lại hết toàn bộ, xem ngươi đắc ý được nữa không. Ngươi cứ việc giết đi, giết càng nhiều thì đến cuối cùng vẫn là của ta hết. Nghĩ đến lúc tốt đẹp đó, Phong Dã không kiềm được mà bật cười ra tiếng. He he. Tiểu tử, ngươi đi nhanh như thế làm cái gì, đợi đại gia chút. Sau khi hoàn hồn lại, phát hiện Lâm Nhất đã bỏ đi xa rồi, hắn ta thầm chửi một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. 5 ngày sau, thực lực của Phong Dã đã hoàn toàn khôi phục, lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Nhất đã không còn né tránh nữa, thậm chí còn đáp lại một cách khiêu khích. Càng lúc càng trở nên trắng trợn, bất cứ lúc nào cũng đều nghĩ cách làm sao để ra tay. Nhưng đáng tiếc, lần nào cũng không tìm được cơ hội thích hợp, càng chứng kiến thực lực của Lâm Nhất, trong lòng hắn ta lại càng không chắc chắn. Đến một ngày, quả thực đã mất hết cả kiên nhẫn. Hắn ta vừa mới định chuẩn bị liều mạng một phen. Thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau truyền vào tai cả hai người, thân hình hai người loáng lên một cái, đồng thời âm thầm náu mình lại. Chỉ thấy 3 đệ tử của tông môn đang đánh nhau ác liệt với một nữ tử. Nữ tử khắp người nhễ nhại mồ hôi, trên quần áo còn có không ít vết cắt, lộ ra làn da trắng nõn nà như tuyết. Nhìn thấy sát khí trên người của 3 người nọ, Lâm Nhất bèn đoán được bọn họ không phải thuộc tông môn của đế quốc Đại Tần. Người đứng đầu có tu vi huyền võ tầng thứ 9, hai bên trái phải đều có cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 đỉnh phong. 3 người liên thủ với nhau, nữ tử nọ rõ ràng không phải là đối thủ của họ, hoàn toàn đang bị bọn họ trêu đùa. Chương 1089 người nói ta có dám hay không? Đi cũng không đi được mà lùi cũng không lùi được. Là nàng ta. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua vẻ kỳ lạ, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thay đổi. He he, làn da của con nhỏ này trắng thật là trắng, non mềm đến mức như sắp búng ra nước rồi, gương mặt này cũng thực là đẹp quá, đẹp hơn so với đàn bà trong núi của đại gia ta nhiều. Lão tử muốn cướp nàng ta về nhà, để làm ấm giường cho đại gia ta. Phong Dã đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực, nhếch khóe miệng cười không ngừng. Lâm Nhất lạnh lùng nói, ái nữ của Phi Long tướng quân thống lĩnh thần sách doanh, ngươi cũng dám cướp. Sắc mặt Phong Dã thoáng thay đổi, nhớ đến lời dặn dò của những lão giả trong tộc, thất vọng nói, vậy thì hết cách rồi, nhưng mà con nhỏ này vẫn phải gặp tai ương thôi. Mấy người kia đều là đệ tử của Ma Diễm Tông, he he, tính tình của đệ tử Ma Diễm Tông này, bổn đại gia còn lạ gì. Đều là một đám hoang dâm, tinh trùng điều khiển não, việc gì bọn chúng cũng dám làm. Mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc,
không tiếp lời. He he, nữ nhân kia cũng ghê gớm thật, thân thủ cũng không tệ. Cơ thể cũng không tệ, ha ha ha, e rằng vẫn là một con chim non nớt, hôm nay mấy người chúng ta coi như có phúc rồi. Nữ nhân này khí chất có vẻ cao quý, không biết chút nữa bị ấn xuống đất rồi thì có còn cao quý được nữa không? Ánh mắt của ba người này đầy vẻ dâm tà, trắng trợn đánh giá cảnh xuân của Liễu Nguyệt bị lộ ra bên ngoài. Sắc mặt Liễu Nguyệt âm u lạnh lùng vô cùng, lạnh giọng nói, một đám hề vô dụng, thực sự không sợ chết sao? Bồn tiểu thư chính là ái nữ của đại thống lĩnh thần sách doanh, dám động vào một cọng tóc của ta, các ngươi ai cũng đừng mong bước chân ra khỏi hoang nguyên tịch diệt. Thanh niên áo xám đi đầu, sắc mặt thoáng xa sầm, đột nhiên bước lên trước. Một chưởng nhanh như chớp đánh cho Liễu Nguyệt ngã vật xuống đất, có thể thấy được trước đó đã nương tay nhiều. Hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng, giữ thể diện cho mà ngươi không thèm, tưởng chúng ta không biết thân phận của ngươi. Đây là mật cảnh Ma Liên, dám lên mặt với lão tử, không biết tự lượng sức. Ta nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta có lẽ sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi sau đó treo ngươi lên cái cây trên con đường dẫn đến Hắc Liên Bảo Điện này để tất cả mọi người có thể nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của ái nữ Phi Long Đại Tướng Quân. Ngươi dám? Trong đáy mắt Liễu Nguyệt thoáng vẻ hoảng sợ tột độ, nghiến chặt răng run giọng nói. Ngươi nói ta có dám hay không? Thanh niên áo xám bật cười lạnh lùng, đánh ánh mắt về phía hai người đi bên cạnh. Hai người này lập tức hiểu ý. Một trái một phải đi qua muốn giữ chặt hai bên, trong lòng Liễu Nguyệt bỗng nhiên dâng lên cảm giác tuyệt vọng và khủng hoảng. Sống trong vòng bảo vệ của Phi Long Tướng Quân, từ trước đến giờ nàng ta đã bao giờ gặp phải hoàn cảnh thế này, nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, bỗng nhiên trở nên luống cuống hoảng hốt, sợ đến mức toàn thân đều run cầm cập. Đừng đến đây! Nhìn thấy hai người một trái một phải đang vòng tay đến, Liễu Nguyệt hoang mang dãy giụa, vội vàng lùi về phía sau. Hồng hộc! Nhưng vừa mới định chống người dậy thì chiếc áo rách tả tơi trên người đã lập tức bị lật ra, lộ ra cảnh xuân nõn nà. Ha ha ha! Chương 1090 ánh sáng hạo nguyệt. Hai đệ tử của Ma Diễm Tông nhìn thấy cảnh này thì trong lòng càng cảm thấy sung sướng, đồng thời bật cười vang. Đủ rồi! Nhưng đúng vào lúc hai người kia đang cười giữ tơn chuẩn bị đuổi theo Liễu Nguyệt thì có một thân ảnh chặn bọn họ lại. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng. Vươn tay ấn vào trên thanh Táng Hoa kiếm, trong mắt hắn lộ ra hàn quang trước nay chưa từng có. Lâm Nhất đột nhiên hiện thân khiến trong mắt hai đệ tử của Ma Diễm Tông thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy hắn chỉ là tu vi huyền võ tầng thứ 8 sơ kỳ. Thì thần sắc trong mắt lập tức trở nên huy anh hoang, bật cười lạnh lùng nói, người của Lăng Tiêu kiếm các cũng dám nhúng tay vào việc của Ma Diễm Tông ta. Biết điều chút thì mau cút đi. Nếu không sẽ đánh nát từng đốt xương của ngươi sau đó lại dùng lửa viêm ma đốt cháy từng tấc da của ngươi, khiến ngươi nếm đủ thủ đoạn hành hạ người của Ma Diễm Tông. Gương mặt hai người lộ vẻ khinh bỉ, nhìn chằm chằm Lâm Nhất cười nói bằng giọng u ám. Ánh mắt thanh niên áo xám tu vi huyền võ tầng thứ 9 đứng sau thoáng vẻ bực bội, hờ hững nói, một đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các mà thôi, giết thì giết, nói nhiều thế làm gì, dứt khoát ra tay đi. Hay lắm! Ta cũng không thích nói thừa. Trong mắt Lâm Nhất phong mang tùy ý bắn ra, bán bộ tiên thiên kiếm ý đột nhiên bộc phát. Những chiếc lá rơi rụng lả tả trên mặt đất tự nhiên bay vọt lên, giống như những con dao sắc bén rít gào không ngừng. Trong luồng kiếm ý phô trương, dưới cơn cuồng phong cuồn cuộn, Lâm Nhất phung tay lên tuốt kiếm khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung nổi, đột nhiên nở bung trong bầu trời đầy lá rơi. Giống như vầng trăng trên bầu trời rơi xuống trên người Lâm Nhất, lại như thể hắn vốn dĩ chính là vầng trăng sáng ấy, bụi trần nay đã tan đi, ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, vạn dặm sơn hà đẹp như tranh, trong tranh có nhiệt huyết hào hùng bất diệt. Thủy Nguyệt kiếm pháp, ánh sáng hạo nguyệt. Dưới luồng quang mang sánh ngang với trăng sáng này, hai đệ tử Ma Diễm Tông lập tức bị dọa cho mặt tái mét. Không kịp có bất cứ phản ứng gì đã hóa thành một đám mây máu ngay tại trận. Đến hét lên một tiếng mà âm thanh cũng chưa kịp phát ra. Thanh niên áo xám đứng hơi xa phía sau, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng tột độ, trong lúc hoảng hốt, vội vàng ngưng tụ chân nguyên để chặn lại luồng kiếm quang này. Nhưng luồng kiếm quang này rít gào lao đến, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, khí thế cuồn cuộn, sáng vằng vặc như ánh trăng. Lập tức chấn bay hắn ta ra ngoài,
chân nguyên hộ thể mà hắn ta ngưng tụ bị kiếm mang chém nát vụn, khóe miệng rỉ ra một đường máu tươi. Đáng ghét! Thanh niên áo xám sau khi đứng dậy, bực bội vô cùng, xông thẳng về phía Lâm Nhất chém giết. Ào! Nhưng hắn ta vừa cố gắng đi được ba bước đã có 7, 8 tia kiếm quang xuyên qua cơ thể, hắn ta mở to mắt, không cam lòng ngã xuống, máu bắn tung tóe. Lăng Yến cùng tông môn có thể đỡ được ánh sáng hạo nguyệt của hắn, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Huống hồ Lâm Nhất của hiện tại đã không còn là Lâm Nhất đấu với Lăng Yến ngày đó, thực lực của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.